chương 26, rực ra mời chào. A à thiếu gia, hôm nay ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại ngươi không phải đi võ điện sao? Tiểu nô đang ở sân bên trong giặt quần áo, nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn một cái, hai cái mắt to lập tức cười thành vành trăng khuyết, đứng dậy hướng giang giật đi tới. Giang giật sờ lên tiểu nô cái đầu nhỏ, gật đầu nói, tiểu nô, ngươi đi vào một chút, cùng ngươi nói chính sự. Cảm nhận được giang giật nội tâm nặng nề, giang tiểu nô nụ cười động lại, cuống quyết đi theo giang giật trong chiều phòng đi đến, cho Giang giật đến một chén nước, lúc này mới mở to mắt to hỏi thiếu ra, chuyện gì xảy ra. Giang giật mím môi một cái, miễn cưỡng cười cười, nói cũng không có việc lớn gì, võ điện phái ta chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ, ta có thể muốn rời đi ba tháng, ta có chút là lo lắng một mình ngươi ở nhà. Giang tiểu nô vỗ vỗ ngực, nhếch miệng cười ngây ngô nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, thiếu ra ngươi đi đi, tiểu nô không có chuyện gì, ta có thể tự mình chiếu cố chính mình thiếu gia về sau cũng muốn thường xuyên làm đại sự nha, cuối cùng sẽ ra ngoài nha. Đại sự, Giang giật lắc đầu cười khổ, hắn chưa bao giờ hoành đồ đại trí, cũng không muốn đi làm đại sự, chỉ muốn mang theo tiểu nô bình an trải qua tháng ngày. Tiếc là không làm gì được vận mệnh luôn luôn trêu cợt hắn giờ phút này hắn là loạn trong giặc ngoài. Trong gia tộc cùng gia tộc bên ngoài đều có người muốn lộng chết hắn, vì vượt qua an ổn hạnh phúc thời gian, hắn chỉ có cố gắng tu luyện, ra sức phấn đấu. Đúng rồi, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Tiểu Nô nói, Tiểu Nô, ngươi xem đây là cái gì? a à, lệnh bài, Giang Tiểu Nô xem xét mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vui vẻ kêu lên, thiếu ra, ngươi chuộc về lệnh bài làm sao ngươi tới 10 lượng tử kim đâu? Phó điện cho, Giang giật từ trong ngực lấy ra một mảnh tím kim diệp tử đưa cho Giang Tiểu Nô nói, cái này kim diệp tử ngươi cầm, ta không có ở đây 3 tháng này ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi nhớ kỹ một điểm tuyệt đối đừng ra giang ra đại viện, Phong Nguyệt lâu mặt ngoài mặc dù sẽ không tìm phiền phức, nhưng ngươi ra ngoài loạn chuyển khó tránh khỏi sẽ ra sự tình, ngươi tại trong đại viện không ai có thể thương tổn ngươi. Nếu là có người hỏi ngươi ta đi đâu, ngươi liền nói ta ra ngoài ba tháng, nhưng không thể nói ta đi võ điện làm việc, biết không? Ưm ừ, ừm, Giang tiểu nô tiếp nhận kim diệp tử trùng điệp gật đầu, lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái đáng yêu tiểu hổ nha, thiếu gia yên tâm đi, ta không ra đại viện. Giang giật có chút giải sầu, Giang gia rất nặng quy củ họa không bằng người nhà đầu này rất là trọng yếu giang như hồ coi như muốn tìm hắn phiền phức cũng sẽ không làm khó giang tiểu nô nếu bị gia tộc biết rõ chuyện kia tựu nghiêm trọng lần nữa sờ lên tiểu nô đầu giang giật đứng lên nói được rồi ta trước cùng vinh quản sự đi nói một tiếng tiểu nô chờ ta trở về giang tiểu nô cười gật đầu nhìn không ra nửa điểm không bỏ chỉ là ân cần nói ra thiếu gia nhất định muốn cẩn thận a à, chờ ngươi trở về ta cho ngươi làm sủi cảo ăn giang giật quay người thống khổ nhắm mắt lại nhanh chân đi ra phía ngoài không tiếp tục quay đầu xem tiểu nô một chút bởi vì hắn sợ nhìn nhiều hội không bỏ được rời đi thiếu ra cố lên giang tiểu nô đuổi tới đứng tại cửa sân đưa mắt nhìn giang giật rời đi không ngừng vẫy tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra nụ cười ngọt ngào các loại giang giật thân ảnh biến mất ở phía xa trong hẻm nhỏ giang tiểu nô phất tay động tác đột nhiên ngừng lại nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết trong mắt hai hàng thanh lệ im ắng lưu lại nàng nhìn qua giang giật rời đi phương hướng nhẹ giọng thì thào thiếu gia tiểu nô mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta biết khẳng định xảy ra chuyện lớn nếu không ngươi sẽ không bỏ xuống tiểu nô thiếu gia ngươi đừng lo lắng ta buông tay đi làm chuyện ngươi muốn làm tiểu nô ở nhà chờ ngươi trở về giống như ngươi chết tiểu nô cũng nhất định sẽ không sống một mình đi minh giới tiểu nô còn làm thị nữ của ngươi cái gì ngươi không thợ khéo muốn ra ngoài ba tháng quản sự trong phòng vinh quản sự nghe xong giang giật sau giận tím mặt vỗ bàn một cái đứng lên liền muốn răn dậy, nhưng hắn nói còn không có lối ra, lại bị hai mảnh đưa tới kim diệp tử hấp dẫn. Nhìn qua không lưu ngân dấu vết đem kim diệp tử thu nhập trong tay áo vinh quản sự, giang giật nội tâm hiện lên một tia chán ghét, hắn trầm giọng nói ra quản sự, đây là hiếu kính ngài. Lần này ta là cùng mấy cái mạo hiểm giả đi trên núi hái thuốc, giống như lần này có thể lấy được đồ tốt, sau khi trở về còn có hiếu kính, gia tộc bên này ngài. Chuẩn bị xuống, hái thuốc, Vinh quản sự sắc mặt thoáng cái hòa hoãn lại, thân thiết vỗ vỗ giang giật bả vai nói, được A, à, giang giật, tiểu tử ngươi khả năng A. À. Người trẻ tuổi nha, ra ngoài lịch luyện hạ luôn luôn chuyện tốt, bất quá ngươi phải chú ý an toàn A, à, ba tháng nhất định phải trở về gia tộc, nếu không phía trên truy cha ra, nếu là nhận định ngươi phản tộc vậy coi như phiền toái. Giang giật nhẹ gật đầu, giống như không phải là bởi vì điểm này, hắn làm sao cam lòng đem hai cái kim diệp tử đưa cho cái này vinh quản sự giang gia tộc quy sâm nghiêm chưa gia tộc cho phép tự tiện rời đi bản tộc theo phản tộc tội xử lý, giống như Giang giật chết ở bên ngoài ngược lại là dễ nói, giống như định tội bị Giang ra con em nhìn thấy, kia là có quyền tại chỗ giết chết. Liên tục cam đoan 3 tháng bên trong tuyệt đối trở về, Giang giật cáo biệt vinh quản sự, theo Giang gia Nam Viện nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi Giang gia đại môn hắn lập tức mang tới áo choàng bước nhanh hướng trong võ điện đi đến. Chưa tới nửa giờ sau, hắn an toàn đã tới võ điện, ở nửa đường hắn vận chuyển một tia nguyên lực bên tai đóa bên trong, một đường cũng đều đi hẻm nhỏ, xác định không ai theo dõi hắn. Dương quản sự lúc nghe Giang giật chuẩn bị tại trong võ điện bế quan ba tháng cũng là không đi, không chỉ có không có nửa điểm bất mãn, ngược lại hào phóng miễn đi Giang giật ăn ngủ phí. Giang giật có thể tại cái này toàn lực tu luyện, nhanh chóng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, trong võ điện liền có thể nhanh chóng gia tăng một vị kim bài bồi luyện, cũng có thể vì bọn họ kiếm lấy càng nhiều tiền bạc. Phải biết tại cái này trong võ điện cùng bồi luyện đối chiến, kim bài bồi luyện đây chính là theo mỗi lần chàng thu lệ phí. Giang giật liền ở tại phòng luyện công đại điện bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ, mỗi ngày ngoại trừ bồi dực lăng tuyết đối chiến một trận bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều bên trong gian phòng của mình bế quan tu luyện, dương quản sự thậm chí đều không cho hắn đi đại điện bên trong ngồi, sợ khác công tử tiểu thư tìm giang giật bồi luyện, chậm trễ hắn thời gian tu luyện. Cái này dực lăng tuyết cũng rất là kỳ quái, mỗi lần trời xế chiều thời gian đều sẽ tới đến phòng luyện công, để Dương quản sự đem Giang giật kêu đi ra đối chiến một trận. Cứ việc mỗi lần đối luyện đều là thua, nàng lại làm không biết mệt, để trong võ điện bồi luyện cùng Dương quản sự đều rất là hoài nghi, chẳng lẽ nàng coi trọng Giang giật. Hô, không đánh, thương lang người càng ngày càng, người thật giống như nhanh chú đỉnh cảnh tam trọng đi người tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy đã có nhanh như vậy tốc độ, vì sao mới chú đỉnh cảnh nhị trọng. Tại trong võ điện bế quan thứ 13 ngày, Giang giật theo thường lệ cùng rực lăng tuyết đối chiến nửa canh giờ, lần này rực lăng tuyết nhưng không có vội vàng rời đi thay y phục váy, ngược lại hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Ha ha, trước kia không thích tu luyện, mà lại tại cái này trong võ điện tốc độ tu luyện tăng tốc A, trong võ điện còn cung cấp linh thần đan. Giang giật tùy ý giải thích một câu, hơn 10 ngày qua này hắn không biết ngày đêm tu luyện, trong phong ấn phủ văn cũng lần nữa tan rã gần hơn trăm mai, tốc độ tu luyện cũng tiếp tục gia tăng, tăng thêm dương quản sự vô hạn cung cấp linh thần đan Tốc độ tu luyện của hắn có thể không nhanh sao theo hắn đoán chừng hẳn là nhiều nhất 3 năm ngày, liền có thể đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng. Dược lăng tuyết sửa sang lại thoáng cái hỏa hồng võ sĩ bào, thở dài thật là đáng tiếc. Ngươi nếu là sớm đi cố gắng tu luyện, nói không chừng thiên võ thành thập đại thiên tài trong đó có ngươi. Thập đại thiên tài cái nào mười cái giang giật hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ngươi đây cũng không biết dược lăng tuyết trợn nhìn giang giật một chút, mặt mày bên trong lơ đáng toát ra tới vũ nghị tăng thêm dẫn lửa thân thể mềm mại mồ hôi đầm địa áo bảo dính vào thịt, thấy giang giật toàn thân khô nóng không thôi. Dược lăng tuyết dừng một chút giải thích, cơ gia nhị công tử cơ trường ca, tam tiểu thư cơ thính vũ, mã gia đại thiếu mã hắc kỳ, giang gia đại thiếu giang hận thủy, giang gia chi thứ thiếu gia giang như long, lãnh gia đại thiếu lãnh thiên quân, lãnh gia tứ tiểu thư lãnh thiên thiên, liễu gia tam thiếu liễu hà, liễu gia chi thứ thiếu gia liễu chiến, còn có một cái dương gia đại thiếu dương trung thiên. Mười người này đều bất mãn 18 tuổi, thực lực thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh thất trọng, được vinh dự thế hệ này thiên võ thành thập đại thiên tài. Giang giật tại Giang gia không ai chào đón hắn, hắn cũng rất ít ngoại nhân trò chuyện, cho nên đối với những này bát quái không có chút nào hiểu rõ, giờ phút này ngược lại là âm thầm gật đầu. Giang gia có hai người lên bảng, kia cơ thính vũ cũng tại trong bảng, mấy người kia thực lực hoàn toàn chính xác, Giang hận thủy cùng cơ thính vũ đều là chú đỉnh cảnh bát trọng cường giả, chỉ cần lại đột phá nhất trọng, liền có thể xung kích từ phủ cảnh. Bất qua đối với những này hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, đám kia công tử tiểu thư cùng nhân sinh của hắn quá mức xa xôi, hắn cũng không muốn cùng các nàng có cái gì gặp nhau, ánh mắt của hắn nhìn về phía rực lăng tuyết nói, rực tiểu thư cũng không tệ, trong khoảng thời gian này ta cảm giác ngươi chiến lực là nhanh chóng tăng lên, ngươi tất cả võ kỹ đều đại thành A cảnh giới cũng nhanh tăng lên tới chú đỉnh cảnh ngũ trọng A. Ha ha, nói đến đây cái rực lăng tuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên, nắm chặt nắm tay nhỏ cười nói ra, thương lang, không nói gạt ngươi những này nhưng thật ra là công lao của ngươi, ta thiên tư thế nào chính ta tin tưởng cảm ngộ võ kỹ tốc độ rất chậm, nếu không phải ngươi. Ta cái này hơn 10 loại võ kỹ làm sao lại nhanh như vậy đạt đến đại thành hôm nay ta lưu lại nhưng thật ra là chính là vì việc này. Bởi vì ta, Giang giật đầy mắt ngạc nhiên, hắn bồi người đối luyện còn có thể làm cho đối phương võ kỹ nhanh chóng đại thành thế giới này có như thế tả môn sự tình bất quá, Giống như cái này dược tiểu thư gần nhất phó kỹ tiến bộ tốc độ hoàn toàn chính xác có chút khoa trương A à thật chẳng lẽ là bởi vì hắn. Thương lang, ngay tại giang giật mê mang thời điểm, dược lăng tuyết lại trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, nói ra ta, dược lăng tuyết đại biểu dược gia chính thức mời người gia nhập dược gia, chức vị là võ đường phó trưởng lão, bổng lộc cùng đãi ngộ. Chờ một chút, võ đường phó trưởng lão, giang giật triệt đề mộng, hắn một cái 16 tuổi chưa đầy thiếu niên vậy mà đi rực ra làm trưởng lão là cái này rực lăng tuyết không có việc gì đang trêu chọc hắn đùa, vẫn là rực ra ra chủ đầu óc hỏng hắn sừng sốt vung lên, mới nghi ngờ hỏi, rực tiểu thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Rực lăng tuyết một mặt nghiêm mặt, dương lên lệnh bài trong tay nói, đây là phụ thân ta lệnh bài, ta cũng không có nói đùa, thương lang. Có lẽ chính ngươi cũng không biết, ngươi có một loại rất năng lực kỳ lạ, có thể trợ giúp võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành, chúng ta dược ra cũng chính là coi trọng điểm này mới mời chào ngươi. Ngươi đi dược ra không cần làm cái gì, chỉ là mỗi ngày cùng gia tộc con em đối luyện, phụ trợ bọn hắn võ kỹ nhanh chóng đại thành là đủ. Thật là có tà môn như vậy sự tình chẳng lẽ là hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Giang giật bị kinh hãi, cúi đầu trầm ngâm không nói, đi dược ra khẳng định không thể nào, không nói hắn cùng võ điện có hiệp nghị, coi như cho Giang ra biết rõ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, đây chính là phản tộc A. Dược lăng tuyết gặp giang giật trầm mặc không nói lời nào có chút cuống lên, hướng phía trước đi vài bước, tới gần giang giật ba thước khoảng cách, lúc này mới khẽ cắn bối môi nói ra, thương lang, người muốn cái gì đãi ngộ cứ việc nói, ta đều có thể chuyển cáo phụ thân ta. Giống như ngươi là gia tộc khác con em đây cũng không phải là vấn đề, ngươi có thể ở rể chúng ta rực ra, ta có một cái đường muội, so ta xinh đẹp hơn. chương 27, Mạnh lên chi tâm, giang giật huyền cự dược lăng tuyết mời chào, hắn cùng võ điện có 5 năm ước định, mà lại hắn là giang gia con em, không có khả năng đi rực ra, càng không có ở rể thói quen. Rực lăng tuyết ngược lại là không có miễn cưỡng, chỉ là để giang giật suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, về sau mỗi ngày nàng như cố tìm đến giang giật đối luyện, lại là không nhắc lại đến đây sự tình. Giang giật mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ, mỗi lần nghĩ đến giang tiểu nô một người lẻ loi hưu quạnh ở nhà, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện, hắn tâm tựu nhanh như hỏa phần, hận không thể lập tức tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, tốt về thăm nhà một chút. Không ra Giang giật ngoài ý liệu, phong nguyệt lâu lưu quản sự rất nhanh đến mức đến hắn cùng Giang tiểu nô tư liệu, mã phi phụ thân cũng nổi giận vô cùng, hạ lệnh để lưu quản sự phái người dò xét Giang giật hành tung, một có cơ hội trực tiếp làm hắn. Để lưu quản sự mắt trợn tròn chính là, Giang giật lại đột nhiên mất tích, hắn mua được Giang gia hạ nhân đi dò xét Giang giật tình huống, lại bị cáo chi ra ngoài 3 tháng sau đó lưu quản sự để phong nguyệt lâu bên trong hộ vệ toàn thành bắt đầu điều tra, dòng dã tìm 10 ngày, giang giật lại như nhân gian bốc hơi, không có một tia manh mối. Mã phi nổi trận lôi đình, để lưu quản sự không ngừng thẻ tiền tìm người, coi như đem thiên võ thành vượt qua một lần cũng phải tìm đến giang giật, mà lại lục soát phạm vi còn mở rộng đến phương viên trăm dặm tiểu trấn bên trên. Giang giật phế đi hắn, hủy hắn cả một đời, không giết giang giật ngày khác không thể ăn, đêm không thể say giấc, gần như muốn nhập ma. Mã gia làm thiên võ thành một trong năm đại gia tộc, gia tộc bọn họ mọi cử động bị còn lại gia tộc chỗ chú ý, bất quá Mã Phi không muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết, sở dĩ còn lại gia tộc chỉ là biết rõ Mã gia đang tìm một người, một cái chú đỉnh cảnh nhị trọng, 15-16 tuổi thiếu niên. Cũng may linh thú Sơn học viện chiêu sinh sắp đến, tăng thêm lần này vừa lúc đụng phải chấn Tây quân cũng chuẩn bị đến thiên võ thành nhận người, sở dĩ các gia tộc không để ý Mã gia dị thường cử động, đều các tự tại bồi dưỡng con em của gia tộc tranh thủ để bọn hắn trở thành linh thú sơn học viện đắc chiêu sinh dầu gì cũng phải bị trấn tây quân sĩ quan coi trọng gia nhập trong quân thần võ quốc thủ trọng quân công thiên võ thành thành chủ đều là bởi vì quân công mới bị phong tước ban thưởng thành có thể gia nhập thần võ quốc tam đại quân đoàn một trong trấn tây quân kia là rất vinh quang sự tình vạn nhất trong quân đội thu hoạch được quân công phong quan ban thưởng tước gia tộc bọn họ cũng có thể phát triển lớn mạnh vinh quang trăm năm Xác định Trấn Tây Quân cùng Linh Thú Sơn học viện đồng giảng sẽ tại sau 3 tháng đến Thiên Võ Thành chiêu sinh, toàn bộ Giang gia đều hưng phấn công việc lưu bù lên, Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn tự mình hạ lệnh, ngoại trừ bộ phận thiên tài con em đi võ điện bế quan bên ngoài, sở hữu gia tộc tử đệ không được ra ngoài toàn bộ bế quan tu luyện, tranh thủ tại sau 3 tháng chiêu sinh đại điển tốt nhất tốt biểu hiện. Đồng thời Giang Vân Sơn bí mật phái người mua sắm kỳ chân dị bảo, chuẩn bị tại Trấn Tây Quân sĩ quan đi vào Thiên Võ Thành về sau hảo hảo lôi kéo một phen dạng này có thể thêm an bài mấy cái đệ tử vào trấn tây quân bên trong cũng chỉ có giang gia có thể cùng trấn tây quân sĩ quan kéo chút giao tình bởi vì thần võ quốc trấn tây quân thống soái trấn tây vương cũng họ giang giang gia miễn cưỡng có thể xem như trấn tây vương gia tộc lệch chi đại trưởng lão giang vân hải lúc tuổi còn trẻ còn tại trấn tây vương phủ xem như hạ nhân cũng coi là có chút nguồn gốc trấn tây quân khó được đến thiên võ thành nhận người đây đối với giang gia là một cơ hội giang vân sơn tự nhiên muốn tóm lấy cơ hội này chỉ cần có thể an bài mười mấy tên gia tộc tử đệ vào trấn Tây quân bên trong, chỉ cần cái này mấy chục người có một hai cái có thể ra mặt, Giang gia liền có thể phát triển lớn mạnh. Giang giật rất may mắn, trước thời gian ra Giang gia, nếu không mấy tháng này thời gian sợ là Giang gia đại môn cũng không ra được, Phó điện bên kia khẳng định không cách nào giao nộp, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có khả năng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, phía trước hai ngày đã đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng. Giang giật cũng rất không may, bởi vì giờ khác này hắn tại trong võ điện lại một cái tiểu thư điểm tướng mà tiểu thư này bên người đi theo hai cái công tử sắc mặt rõ ràng có chút xấu cơ thính vũ lần nữa xuất quan mà xuất quan về sau lại trực tiếp đi vào phòng luyện công điểm danh muốn giang giật bồi luyện đối chiến mã gia đại thiếu mã hắc kỳ liễu gia liễu hà lãnh gia lãnh thiên quân giang gia giang hận thủy cái này bốn tên đại gia tộc thiếu gia truy cầu cơ thính vũ mấy năm cơ thính vũ một mực lãnh đạm giờ phút này lại liên tục tìm một tên bồi luyện hai lần trọng yếu nhất chính là cái này bồi luyện vẫn là thanh đồng cấp bậc rác rưởi võ giả việc này rõ ràng có chút quỷ dị giang giật mặt nạ đồng xanh dưới mặt có chút âm trầm bờ môi cũng có chút làm nhìn qua mã hắc kỳ cùng liễu hà ánh mắt âm lãnh hắn có chút không rét mà run mặc dù hắn biết rõ cơ thính vũ tìm hắn cũng không phải là coi trọng hắn cứ việc mã hắc kỳ cùng liễu hà cũng biết cơ thính vũ sẽ không coi trọng hắn nhưng hắn vẫn là cảm giác sự tình có chút khó giải quyết hồng nhan hỏa thủy Nữ nhân xinh đẹp một chút cử chỉ vô tâm rất dễ dàng để ái mộ hắn nam tử làm ra một chút chuyện vọng động. Thương lang làm sao còn không tiến vào. Cơ thính vũ đi vào phòng luyện công, nhìn thấy giang giật còn không có vào đây, nhàn nhạt quay đầu lại hỏi một câu, ánh mắt tại mã hắc kỳ cùng liễu hà trên mặt đảo qua, như vẽ lông mày có chút nhăn. Thính vũ người trước bận rộn, chế chút ta lại tới tìm ngươi tốt. Mã hắc kỳ tướng mạo rất khôi ngô, cùng giang hận thủy có so sánh, bất quá màu da có tranh lệch chút ít hắc, giờ phút này mặc một thân màu đen đường viền cẩm bào cũng giống một cái hắc mã vương tử hắn nhìn ra cơ thính vũ không thích rất là thức thời quay người rời đi liễu hà tướng mạo so với hắc kỳ phải kém hơn một chút bất quá rộng eo nhỏ thân thể hoàn mỹ hắn cũng không phải đồ đần cười nhạt một tiếng nói thính vũ tiểu thư ngày mai gặp nhìn thấy mã hắc kỳ cùng liễu hà trước khi đi nhàn nhạt liếc qua một chút giang giật âm thầm buồn rầu quay đầu hướng trong phòng luyện công đi đến ầm um, cửa phòng quan bế Cơ thính vũ nhìn thấy giang giật trong mắt bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười nói, dịch công tử không cần lo lắng, có thính vũ tại, mã công tử cùng liễu công tử sẽ không làm khó ngươi. Giang giật cười khổ, cơ tiểu thư, con người của ta không thích phiền phức, thích bình tĩnh một chút sinh hoạt. Giang giật nói rất mịt mờ, nhưng cực kỳ thông minh cơ thính vũ, như thế nào lại nghe không ra tiềm ẩn ý tứ. Hắn không thích cùng các nàng đám này công tử tiểu thư có gặp nhau, mà một khi cơ thính vũ không ngừng tìm hắn, phiền phức liền sẽ tùy theo mà tới. Bất quá cơ thính vũ lần này cũng không có áy náy chi sắc, ngược lại lắc đầu cười khẽ, một đôi như như bảo thạch trong con ngươi đều là khiếp người quang mang, nàng chậm rãi mà nói, dịch công tử, không bị người ghen là tầm thường, thế giới này có rất nhiều mỹ hảo đồ vật, đáng giá chúng ta theo đuổi. Mà những vật này người người đều muốn, kia thế tất lại có cạnh tranh, phiền phức khẳng định cũng sẽ không ngừng, không có theo đuổi nhân sinh, kia là không hoàn mỹ nhân sinh. Người cả một đời vội vàng hơn 10 năm, hồng nhan chóng giả, sát na phương hoa. Người nghĩ tầm thường sống hết đời, vẫn là nghĩ oanh oanh liệt liệt, nở mày nở mặt vượt qua 10 năm. a à, Giang giật ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cái này gần giống như hắn lớn xinh đẹp tiểu thư lại có như thế nhân sinh cảm ngộ, hắn hai mắt mê mang, trầm mặc không nói. Thiếu niên kia không ngông cuồng ai thật tự không thích quyền thế tiền tài mỹ nữ, không thích bị đến vạn người kính ngưỡng, âm ầm, ầm liệt liệt phong phong quang ánh sáng giang giật tính cách trầm ổn, nhưng một khi vọng động hắn cái gì đều có thể không để ý, Hắn trong khung vẫn là ẩn giấu một cỗ điên cuồng hỏa diễm, một khi bạo phát đi ra vậy sẽ có thể liệu nguyên, tỉ như tại Tây Sơn trên đem giang như hổ đánh cho không giống nhân dạng, lại tỉ như tại Phong Nguyệt lâu phế đi mã phi. Không bằng hắn nghĩ lại nghĩ đến Giang tiểu nô thân thể gầy yếu kia, hắn rất nhanh lắc đầu nói, "Cơ tiểu thư, ngươi là cao cao tại thượng tiểu thư, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ chúng ta loại người này sinh hoạt." "Ân." "Trường không nói những thứ này, ngươi tìm ta là có chuyện gì a?" À? Cơ Thính Vũ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng trầm mặc một trận mới nhẹ giọng nói ra, ta lần này xuất quan, nghe nói ngươi còn ở lại chỗ này làm bồi luyện sở dĩ tới xem một chút. Cùng ngươi nói rõ đi, dịch công tử, ngươi lần trước đưa tới đan dược rất đáng gầm. vị kia luyện đan sư về sau sẽ phi thường cường đại, sở dĩ hy vọng ngươi toàn tâm toàn ý đuổi theo theo cái kia luyện đan sư, không muốn tại cái này lãng phí thời gian, tại trong võ điện mặc dù tốc độ tu luyện có thể tăng tốc một chút, nhưng ngươi đã qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, đời này tử không có thể có đại thành tựu. Đương nhiên, Ta cũng nghĩ thông qua người biết phí kia luyện đan sư, từ đó thành lập một loại nào đó giao tình, giống như người có thể giúp ta, điều kiện gì đều tốt nói. Ân, có lẽ ta có chút thẳng, hy vọng dịch công tử bỏ qua cho. Nguyên lai là dạng này, sang giật cúi đầu trầm mặc, nội tâm lại là liên tục cười khổ, thế giới này quả nhiên rất tàn khốc, giống như không phải là bởi vì chính mình hắc sắc nguyên lực đặc thù, giống như không phải mình luyện chế kia mấy cái đan dược, giống như không phải mình có thể rất quỷ dị giúp người võ kỹ đại thành cái này cơ thính vô cùng rực lang tuyết chỉ sợ xem cũng sẽ không xem chính mình một chút a à chính mình chính là bởi vì có lợi dụng giá trị các nàng mới có thể buông xuống tư thái chủ động cùng hắn kết giao bằng hữu a à nguyên bản hắn còn ngây thơ coi là hai người này là thật coi hắn là bằng hữu xem ra thế giới này chân tâm đối với mình tốt chỉ có mẫu thân đại gia ra cùng tiểu nô a sang giật nội tâm thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn qua cơ thính vũ nói cơ tiểu thư chỉ sợ làm ngươi thất vọng loại kia đan dược ngươi rốt cuộc không thấy được nếu không ta cũng sẽ không tới cái này làm bồi luyện vị kia luyện đan sư chết rồi cái gì cơ thính vũ như hoa gương mặt lập tức biến sắc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giang giật trầm giọng hỏi dịch công tử chuyện này là thật thiên chân vạn xác giang giật rất nghiêm túc gật đầu hắn luyện chế kia đan dược là dùng liễu trưởng lão phế đan nấu lại mà thành mà bản thân hắn không biết luyện đan sở dĩ hắn nói như vậy cũng không tính sai đáng tiếc thật là đáng tiếc đây chính là một vị có thể trở thành Cơ thính vũ mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc đầu, lần nữa nhìn Giang giật hai mắt, một câu không nói đi ra phía ngoài, mở ra sau đại môn trực tiếp rời đi, không tiếp tục quay đầu một lần. Đưa mắt nhìn vị này danh chấn thiên võ thành tuyệt sắc tiểu thư rời đi, Giang giật trầm mặc xoay người hồi trở lại chính mình bên trong căn phòng nhỏ tu luyện. Theo mã hắc kỳ cùng liễu hà trong ánh mắt, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đối với loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc đều có thể bị đánh chết thời gian hắn chịu đủ, hắn biết rõ muốn vượt qua an nhàn thời gian, muốn rốt cuộc không ai dám trêu chọc chính mình, kia chỉ có mạnh lên, trở nên so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì cơ thính vũ hôm nay xem nhẹ, khơi dậy đáy lòng của hắn ngông nghênh, hắn cũng nghĩ chứng minh cho cái này tuyệt sắc huynh thành nữ tử nhìn một chút. Hắn, thật không phải là phế vật, chương 28 có chút y tứ, phong ấn phù văn đã phá giải 400 mai, tốc độ tu luyện đạt tới ban đầu 15 lần, đều có thể so gia tộc con em bình thường tốc độ tu luyện. Hô, theo tốc độ này tăng phúc xuống dưới, chờ toàn bộ phong ấn phá giải đi, tốc độ tu luyện của ta có thể tăng phúc đến kinh khủng bực nào tình trạng. Võ điện phòng luyện công một cái bên trong căn phòng nhỏ, giang giật kết thúc một vòng tu luyện, mở to mắt mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm khái nói. Phong ấn có một vạn tám ngàn mai, vẻn vẹn mới tan giã bốn trăm mai, tốc độ tu luyện tự tăng phúc to lớn như thế, hắn cũng không dám tưởng tượng các loại phong ấn toàn bộ phá giải hội cỡ nào nghịch thiên đi vào võ điện đã dòng giã một tháng, giang giật ngoại trừ tu luyện bên ngoài đều là phá giải phong ấn phù văn. Phong ấn phù văn phá giải tốc độ rất nhanh, tu luyện tiến triển cũng rất nhanh, theo hắn đoán chừng không sai biệt lắm còn muốn nửa tháng, hắn liền có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Chú đỉnh cảnh tam trọng đến chú đỉnh cảnh tứ trọng, cần nguyên lực lần nữa gấp bội, giang giật tại trong võ điện tu luyện có vô hạn linh thần đan, còn có hắc sắc nguyên lực tăng phúc đan dược dược lực, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối nhưng so sánh giang hận thủy. Bất quá chú đỉnh cảnh trước bốn trọng tốt đột phá, muốn sau khi đột phá mặt cảnh giới tựu phi thường khó khăn, chú đỉnh cảnh ngũ trọng là đạo khảm, cần nguyên lực không sai biệt lắm là phía trước sở hữu cảnh giới tổng cộng. Sở dĩ rất nhiều ăn chơi thiếu gia, thiên tư không được võ giả cảnh giới đều dừng lại tại chú đỉnh cảnh tứ trọng, dù sao gia tộc bọn họ lại giàu có cũng không có khả năng dùng vô tận đan dược để bọn hắn cưỡng ép đột phá đến chú đỉnh cảnh ngũ trọng, tỷ như gian như hổ, lại tỷ như Mã Phi. Mà lại võ giả tu luyện đến phía sau cảnh giới đan dược đối với tu luyện tăng phúc cũng có hạn, trừ phi là cao cấp địa phẩm thiên phẩm đan dược, nếu không cũng chỉ là có thể lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cao cấp đan dược dị thường đắt đỏ, một viên địa phẩm đan dược giá trị bách kim, nho nhỏ thiên võ thành, liền xem như cơ gia cũng không có khả năng trường kỳ cho gia tộc tử để cung ứng, còn như thiên phẩm đan dược, cơ thiên chính mình cũng sợ tiêu hao không nổi đi. Quản hắn, về sau sự tình sau này hãy nói, trước đột phá đến chú đỉnh cảnh tứ trọng lại nói. Giang giật than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh đoạn kiếm nhìn xem phía trên lưu chuyển thanh quang trong mắt của hắn toát ra thật sâu vẻ lo lắng mã phi hẳn là tìm hắn một tháng a hắn tìm không thấy chính mình có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm giang tiểu nô phiền phức thương lang ra đối chiến lúc này bên ngoài truyền đến dương quản sự tiếng kêu giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái kia thanh theo mã phi kia giành được bảo khí giấu vào trong ngực mang lên thương lang mặt nạ đi ra phía ngoài vị kia rực ra đại tiểu thư mặc dù hắn đã cự tuyệt mấy lần lại bách chiết không buông tha, mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút tới tìm hắn. Cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng nàng là võ điện khách hàng, điểm danh muốn giang giật suốt chiến dương quản sự cũng không có cách nào. a à, chờ hắn đi ra phòng nhỏ về sau, lại nhìn thấy rực lăng tuyết bên cạnh nhiều một cái thân ảnh màu trắng, cũng là một cái tiểu thư xinh đẹp, niên kỳ cùng rực lăng tuyết không sai biệt lắm, dáng người ngược lại là không có nàng bốc lửa như vậy, tướng mạo ngược lại là càng hơn một phần. Dược lăng tuyết nhìn thấy giang giật đi tới, vội vàng lại gần hạ giọng nói ra, thương lang, đây là ta đường muội dược phi nhi, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, về sau liền để ngươi tự cùng nàng đối luyện đi. Ây, giang giật đau cả đầu, tình cảm hắn không đi dược ra, cái này dược lăng tuyết liền mang theo gia tộc tử đệ tới này tìm hắn bồi luyện. Chỉ là hắn có thể làm sao chỉ có thể đắng chát gật đầu. Kia dược phi nhi rõ ràng đối giang giật không ưa, chờ dược lăng tuyết đi về sau, nhàn nhạt nhìn xem giang giật một chút ngẩng đầu đi vào một cái trong phòng luyện công tại cửa ra vào mới hờ hững nói ra còn không tiến vào giang giật trầm mặc đi tới đi chờ vừa đóng cửa kia rực phi nhi lập tức sầm mặt lại hai chân một điểm song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh tựu hướng giang giật đập tới lực đạo mười phần chú đỉnh cảnh tam trọng thực lực này cũng như thế ngạo khí giang giật trong lòng cười lạnh cũng không hoàn thủ thậm chí đều không sử dụng hắc sắc nguyên lực chân đạp mê huyễn bộ đang luyện công trong phòng xoay quanh kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết giang giật coi như không sử dụng hắc sắc nguyên lực đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng đối luyện tốc độ phản ứng cùng bản năng chiến đấu cũng tuyệt không phải cái này kiêu ngạo rực ra tiểu thư có thể so nhẹ nhõm ở bên trong chuyển vài vòng rực phi nhi dòng giã công kích nửa nén hương thời gian liền giang giật một mảnh góc áo đều không có đụng phải rực phi nhi công kích một trận nhất là mỗi một quyền đều đánh vào không trung cái này khiến nàng phiền muộn đến thổ huyết lại một lần nữa thẻ uổng phí về sau lập tức chừng mắt mắt dọc khẽ kêu nói, người trúc hầu làm sao sẽ biết hiểm đến tránh đi. Giang giật ngượng ngùng đứng thẳng, trả lời một câu, ta không né tránh, chẳng lẽ đứng đấy cho người đánh bồi luyện cũng không phải cho người ta xuất khí bị đòn. Dược phi nhi nghe xong sắc mặt thúi hơn, dậm chân một cái nói, người sẽ không đánh trả a dạng này bồi luyện có ý gì. Nha, Giang giật khô cằn lên tiếng, nhìn thấy Dược phi nhi lại công kích mà đến, hắn đành phải vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Đứng tại chỗ không né tránh, hai tay như hải tảo hướng Dược Phi Nhi quấn đi. Dược Phi Nhi chiến lực rõ ràng so rực Lăng Tuyết kém xa, Giang giật nhẹ nhõm theo đầy trời quyền ảnh bên trong bắt lấy một đôi chân nhẫn tay không, hắn cũng không dám dùng sức, bắt lấy tay của nàng sau thuận thế hướng bên cạnh nhẹ nhàng một vùng, rực Phi Nhi thân thể tự hướng bên kia lảo đảo mà đi. Ai nha, Dược Phi Nhi kém chút ngã sắp xuống, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thẹn quá hóa giận chi sắc, đứng vững thân thể về sau lập tức trở tay lại công kích mà đến, kết cục rất bi kịch, nàng lần lượt bị giang giật bắt lấy tay, như khỉ làm siếc vây quanh giang giật vỏ tới phóng đi. Hô hô, không đánh, lần nữa qua gần phân nửa nén hương thời gian, dược phi nhi tức giận hướng ngoài cửa lớn đi đến, mở ra đại môn nhanh chóng biến mất trong hành lang. Giang giật nhún vai, đi ra ngoài tiếp tục trở về tu luyện, nhưng mà... Chỉ là sau nửa canh giờ hắn lại bị dương quản sự kêu lên, lần này vẫn là có người điểm danh muốn hắn bồi luyện. Ừm vị thiếu gia này khí thế thật là mạnh, ít nhất có chú đỉnh cảnh lục trọng a à đây là nhà ai thiếu gia vì sao muốn điểm danh tìm ta giang giật âm thầm kinh nghi kia thiếu gia lại không lên tiếng phát tiến vào phòng luyện công giang giật đành phải đi vào theo các loại đại môn quan bế về sau kia lạnh băng băng thiếu gia mới mở miệng nói tại hạ dực long vũ thương lang ta nghe tuyết nhi nói qua rất nhiều lần ngươi còn xin ngươi toàn lực xuất thủ cùng ta đối chiến một trận lại là dực gia người giang giật nhức đầu cái này Dược Lăng Tuyết thật đúng là chuẩn bị để gia tộc tử đệ xếp hàng tìm hắn đối luyện. Đến giờ phút này hắn vẫn như cũ rất là hoài nghi, hắn thật có thể giúp người khác võ kỹ đại thành như thế tà môn chuyện quỷ dị, sợ là truyền đi toàn bộ thiên võ thành đều không ai tin tưởng a. À. Chỉ là đối phương đã tìm tới cửa, hắn cũng không thể không đánh, cũng ngay theo hắn cảnh giới tăng lên, hắc sắc nguyên lực lần nữa bị ngưng luyện, nhan sắc cũng thay đổi cạn một chút. Mặc dù hắn mức cao nhất vẫn là 10 tia, nhưng mỗi một tia có thể làm cho thị lực tăng cường thời gian lại thay đổi lớn, giờ phút này đều có thể đạt tới thời gian một nén nhang, hắn đối chiến cũng vô cùng dễ dàng. Chú đỉnh cảnh lục trọng, lần thứ nhất cùng như thế cấp bậc võ giả đối chiến, giang giật không dám qua loa, trước tiên vận chuyển một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt, phần lưng có chút cong lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Uống, xem chiêu, Lưu Vân tán thủ, rực long vỗ gặp giang giật chuẩn bị xong, trong con người hiện lên một tia ngạo nghễ hai tay làm một loại kỳ quái thủ thế hóa thành trưởng đao hướng giang giật nghiêng nghiêng cắt tới a à, vũ khí này rất huyền diệu a à, lại có thể vô hạn biến chiêu căn bản dự toán không ra đối phương quỹ tích a à. giang giật đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của đối phương lại phát hiện căn bản là không có cách dự toán công kích của đối phương quỹ tích bởi vì đối phương ít nhất có thể tùy ý biến chiêu ba bốn lần lui bước chân hắn trượt đi nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui nhưng đối phương là chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả tốc độ cỡ nào nhanh thân thể lóe lên đã kéo đi lên, kia trường đao vạch phá bầu trời hướng giang giật cổ cắt tới. xuất bi thủ, một trường này đao bổ xuống, cổ của hắn tuy không có bị đánh đoạt, nhưng khẳng định hội đau đến sức chiến đấu đại giảm, giang giật chỉ có thể vận chuyển võ kỹ, hai tay hướng đối phương trường đao giá khứ. Hừ, rực long vỗ cười lạnh một tiếng, giang giật cái này chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả, coi như hai người nguyên lực bị phong ấn, nhưng là lực lượng cơ thể cùng hắn chênh lệch quá lớn, hắn tùy ý đều có thể đẩy lui hai tay của đối phương, lập tức cũng không không biến chiêu, tiếp tục hướng giang giật cổ cắt tới. Tốt, không biến chiêu ngươi liền đợi đến thua đi, truyền thi thủ, mê huyến bộ, giang giật xác định đối phương không còn biến chiêu về sau, hai tay trong nháy mắt biến trưởng thành chảo, nhẹ nhõm sớm bắt lấy cổ tay của đối phương, bước chân hướng bên cạnh trượt đi. Hai tay dẫn dắt đối phương hướng một bên khác công tới, thân thể thoáng cái chuyển đến rực long vũ sau lưng. Ừm quả nhiên có chút y tứ. Dược Long vô thực lực cường đại, cũng không có cùng Dược Phi Nhi bị giang giật mang theo xoay quanh, chỉ là trong nháy mắt tự ổn định thân hình. Thân thể nhất chuyển trong ánh mắt đều là cao long chiến ý, hắn chú đỉnh cảnh lục trọng võ giả lại không gây thương tổn được một cái chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả, cái này nếu là truyền đi hắn tại thiên võ thành còn thế nào lăn lộn hắn làm dược ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, dược ra cũng sẽ rất mất thể diện. Lập tức hắn toàn lực hướng giang giật công kích, khẩn thiết dùng hết toàn lực, trong mắt đều là hung quang hiển nhiên không đem giang giật đánh nằm xuống tuyệt không bỏ qua giang giật âm thầm kêu khổ lại chỉ có thể bằng vào thị lực mạnh lên mang tới siêu cường tốc độ phản ứng gặp chiêu phá chiêu gian nan tránh né ầm um, sau nửa canh giờ giang giật thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài rực long vũ cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc giang giật nhe răng quét miệng bò lên chắp tay nói dực công tử thực lực cường đại tại hạ cam bái hạ phong ha ha dược long vũ cùng giang giật đồng dạng đầu đầy mồ hôi thể lực tiêu hao rất lớn, trên mặt hắn không có nửa điểm thắng lợi đắc ý, ngược lại tất cả đều là là tự diễu, thương lang, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Vừa rồi ngươi là cố ý bị ta vỗ chúng a à, tiểu tử ngươi quả nhiên cùng lăng tuyết nói tới, phản ứng này tốc độ quá nghịch thiên, ngươi đừng nói đạt tới chú đỉnh cảnh lục trọng, coi như tứ trọng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Đúng rồi, đi nhà ta làm phó trưởng lão sự tình cân nhắc thế nào giống như ngươi đáp ứng. Giang ra bên kia chúng ta tới xử lý, thậm chí ta có thể thay ta phụ thân làm chủ, đem lăng tuyết gả cho ngươi. chương 29, địa chi linh thể. Ừ, giang giật con người thoáng cái lạnh xuống, không phải là bởi vì đối phương lại muốn hắn ở rể, mà là bởi vì cái này rực long vũ nâng lên giang ra. Bất quá nghĩ lại giang giật liền hiểu, cái này rực long vũ nếu là rực ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đối với giang gia võ ký hiển nhiên cũng hiểu rất rõ ràng, nhẹ nhõm nhìn ra hắn dùng giang gia võ ký cũng bình thường. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi, quả quyết cự tuyệt nói, đa tạ rực công tử hảo ý, tại hạ thân phân thấp kém làm sao xứng với lăng tuyết tiểu thư. Dược Long vỗ cười cười, cũng không nhiều lời trực tiếp đi ra phía ngoài, đi vài bước mới quay đầu cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên tà môn, cùng ngươi đối chiến một trận, của ta lưu vân tán thủ lại có chút tiến bộ, nói không chừng lại cùng ngươi đối chiến mấy trận sẽ đại thành. Ngươi yên tâm, bí mật này ta sẽ giúp ngươi bảo thủ, bất quá làm đền bù, về sau ta cùng chúng ta rực ra con em hội thường xuyên tìm ngươi bồi luyện, hy vọng ngươi mỗi lần đều toàn lực ứng phó võ kỹ lại tiến bộ chẳng lẽ cái này hắc sắc nguyên lực thật như vậy tà môn, vấn đề là hắc sắc nguyên lực tại trên người của ta, ta bất quá là cùng bọn hắn đối chiến mà thôi, vũ kỹ của bọn hắn làm sao có thể có rõ ràng cảm ngộ tà môn, quá tà môn. Võ giả cảm ngộ võ kỹ, muốn nhìn ngộ tính cùng khổ luyện, bình thường chỉ cần ngộ tính đầy đủ, bất kỳ cái gì một môn võ kỹ đại thành đều là vấn đề thời gian. Giống như ngộ tính không đủ, bằng vào khổ luyện cả một đời đều có thể không đạt được tinh thông tình trạng. Tại cái này trong phòng luyện công, phòng ấn nguyên lực toàn bằng lực lượng cơ thể cùng võ kỹ đối địch đối với võ kỹ nắm giữ trình độ là có nhất định trợ giúp nhưng tuyệt không có khả năng tùy ý cùng hắn đối luyện mấy trận liền có thể đại thành vấn đề ở chỗ nào giang giật không biết mà giờ khắc này ngồi tại một cái mật thất bên trong dương quản sự cùng phí lão cũng không biết hai người chú ý giang giật cùng người khác đối chiến rất lâu dược lăng tuyết mười mấy loại võ kỹ nhanh chóng đại thành bọn hắn nhìn ở trong mắt cũng phân tích thật lâu lại nghĩ mãi mà không ra phí lão nhìn ra cái gì không có. Dương quản sự nhìn hai lần trên vách tường giang giật cùng rực long vũ đối chiến, một gương mặt mo đều là hoang mang, chỉ có thể cầu trợ ở vị này tại trong võ điện thực lực cùng quyền thế đều cực cao lão nhân. Phí lão lông mày dâu rear đều trắng, tóc trắng phơ như tuyết, sắc mặt cũng rất là hồng nhuận, điển hình tóc bạc mặt hồng hào. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài, xem không hiểu, việc này đoán chừng chỉ có điện chủ mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe, điện chủ nửa tháng sau trở về, gần nhất trong khoảng thời gian này sợ là rực ra người lại không ngừng tìm tiểu tử này đối chiến, người đem mỗi một cuộc chiến đấu hình ảnh đều bảo tồn lại, chờ điện chủ trở về. Rõ, Dương quản sự gật đầu, sau đó còn nói lên một sự kiện, phí lão, tiểu tử này tốc độ tu luyện rất nhanh a, à, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối không thể so với thành nội mấy đại đỉnh cấp thiên tài con em tranh lệch quá xa, kỳ quái ngay ở chỗ này giống như tiểu tử này một mực có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Vì sao trước kia cảnh giới thấp như vậy ta nhớ được mấy tháng trước hắn vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng, sợ là không cần hơn một tháng liền muốn đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng. Nhanh như vậy, phí lão hai đầu mày trắng lắc một cái, rất nhanh trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, coi như hắn có thể đạt tới cơ gia nữ hoa tốc độ cũng vô ích. Trừ phi tổng điện toàn lực bồi dưỡng, dùng đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, bất quá người cho rằng phía trên sẽ đồng ý đại lục này so với hắn nghịch thiên gấp 5 lần gấp 10 thiên tài một nắm lớn. Dương quản sự nhẹ gật đầu không nói thêm lời, làm đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai, võ điện có được quá nhiều tài nguyên cũng có quá nhiều lựa chọn, bình thường thiên tài thật đúng là không để vào mắt. Sau đó mấy ngày, rực ra người quả nhiên thay phiên không ngừng tìm giang giật bồi luyện, bất quá mỗi ngày chỉ có ba người tiến vào võ điện, mỗi cái tìm giang giật đối chiến sau nửa canh giờ liền rời đi. Giang giật mỗi ngày khổ không thể tả, mỗi ngày đối luyện muốn tiêu hao hắn ba tia hắc sắc nguyên lực, hắn thì nhất định phải một lần nữa nói thêm luyện ba tia, này lên kia xuống, tốc độ tu luyện cùng phá giải phong ấn phù văn tốc độ cũng bị kéo chậm tốc độ tu luyện chậm một chút, cái này không quan trọng, chủ yếu là rực ra như thế gióng chống khua chiêng, việc này sớm muộn muốn gây nên sự chú ý của người khác, phản nhất kinh động mã ra, một điều tra thân phận của hắn liền rốt cuộc ẩn tàng không ở. Nhưng Dương quản sự nửa điểm biểu thị không có, Giang giật chỉ có thể cắn răng ra sân, cũng may hắn trong dự đoán mã hắc kỳ cùng Liễu Hà cũng không có tìm hắn phiền phức, cái này khiến hắn có chút khoan tâm một chút. 10 ngày sau, dược gia tấp nập cử động rốt cục gây nên hắn dư công tử tiểu thư chú ý, bắt đầu có người điểm danh muốn giang giật bồi luyện. Tìm giang giật người thực lực ít nhất đều là chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng võ giả, giang giật không sử dụng hắc sắc nguyên lực cũng chỉ có thể bị hành hạ. Mà tại hắn vận dụng hắc sắc nguyên lực về sau, kia tìm hắn bốn tên công tử tiểu thư lại tựa như phát hiện đại lục mới, lại mỗi ngày bắt đầu cùng dược ra nhân đồng dạng tìm giang giật đối luyện. Dược gia người xem xét tình huống không đúng, mỗi ngày phái ra gia tộc tử đệ bởi ba người gia tăng đến 6 người, lần này không muốn gây nên người chú ý đều khó khăn, bởi vì tìm Giang giật đối luyện người bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Tiếp tục như vậy muốn xong đời A, à. Giang giật muốn tự tử đều có, mỗi ngày trong đêm hắn tu luyện ra 10 tia hắc sắc nguyên lực, đều không có, có cơ hội phá giải phong ấn, tăng phúc đan dược dược lực tất cả đều tiêu hao đang luyện tập với nhau bên trên. Hơn nữa nhìn tình huống này, xếp hàng tìm hắn võ giả càng ngày càng nhiều, hắn mỗi ngày 10 tia hắc sắc nguyên lực sợ là không đủ dùng. Trọng yếu nhất chính là, tìm hắn bồi luyện người bên trong, còn có một tên mã gia tiểu thư. Giang giật tìm được dương quản sự, nhưng hắn cũng không có cách, hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản sự, bất kỳ cái gì một tên công tử tiểu thư đều đắc tội không tầm thường, chỉ có thể để Giang giật chịu đựng, bất quá tiền công ngược lại là cho Giang giật tăng 3 lần. Xa xa xa, nửa tháng sau, trong phòng luyện công nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, đây là người trung niên nhân, dáng người khôi ngô, mặc màu xanh đậm hắc bên cạnh trường bào đầu vuông tai to một bộ không giận tự uy bá chủ kiêu hùng cùng nhau tay trái bên trên còn treo một cái ngân sắc phòng tai nhìn rất là quái dị tham gia điện chủ trong này niên nhân xuất hiện về sau dương quản sự cùng trong phòng luyện công hộ vệ dưới người toàn bộ một gối quỳ xuống sở hữu bồi luyện cũng cuống quyết quỳ xuống cùng kêu lên hét lớn còn có hai tên công tử đồng dạng khom người cúi đầu hành lễ thiên võ thành võ điện phân điện chủ giang giật tâm thần chấn động cảm thụ được trung niên nhân này tựa như núi cao khí thế, hô hấp trở nên rồn dập lên, vị này chính là thiên võ thành xếp hạng đệ nhị cường giả, gần với cơ thiên phía dưới, đồng dạng là tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, năm đó đại trưởng lão xếp hạng còn tại hắn về sau. Ừ, võ điện điện chủ nhanh chân đi vào đây, đi đến giang giật phủ cận lúc lại đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt hổ quét tới, mày kiếm vẩy một cái trầm giọng hỏi, ngươi, vì sao không quỳ, bị võ điện điện chủ nhìn lướt qua, giang giật cũng cảm giác bị xét đánh trúng, thân thể cùng linh hồn đều run lên, bị hắn như núi cao khí thế bao phủ hắn cảm giác đều muốn hít thở không thông, hai chân thẳng run lên, kém chút liền muốn chịu không được quỳ xuống xuống dưới. Mặc dù như thế giang giật vẫn là cắn răng quyết chống, chật vật há mồm phun ra mấy chữ ta đại gia ra nói qua. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ có thể lại trời lại đất lại phụ mẫu. Hư, võ điện điện chủ trùng điệp hư một cái cũng không có nói cái gì, thu hồi ánh mắt cùng khí thế trực tiếp hướng bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ đi đến dương quản sự cuốn quyết đứng lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có chút trách cứ nhìn qua giang giật một chút vội vàng đi vào bên trong căn phòng nhỏ hô giang giật thở ra một hơi thật dài thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sắp xuống phát hiện phía sau lưng ướt cả hắn âm thầm cảm khái cái này từ phủ cảnh cường giả tối đỉnh càng như thế cường đại giống như cái này võ điện điện chủ muốn giết hắn sợ là bằng vào khí thế đều có thể trực tiếp đè chết hắn a à, trước kia đại trưởng lão đối với hắn cho tới bây giờ đều là mặt mũi hiền lành chưa từng tiết ra ngoài ra khí thế hắn một mực còn xem thường, giờ phút này ngược lại là thật sâu trải nghiệm bực này cường giả cường đại. Mật thất nhỏ bên trong, Dương quản sự trở ra lập tức mở ra trận pháp cơ quan, đem Giang giật cùng người khác đối chiến hình ảnh truyền phát ra, đồng thời thấp giọng ở một bên giải thích. Võ điện điện chủ sau khi đi vào, một mực long bàng hổ cứ ngồi, một câu không nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hình ảnh trên vách tường, trọn vẹn nhìn sau một canh giờ, hắn mới khoát tay nói, được rồi, không cần nhìn, Dương quản sự liền vội vàng đi tới nguyên lực vận chuyển, vỗ trên vách tường cơ quan, quay đầu cười làm lành nói, điện chủ, căn cứ ta cùng phí lão phán đoán, trong khoảng thời gian này cùng Giang giật đối luyện võ giả, võ kỹ nắm giữ trình độ đều có thật nhanh tiến bộ, ta cùng hắn nghiên cứu thật lâu cũng không biết nguyên nhân xuất hiện ở đâu, điện chủ ngài nhưng có phát hiện. Đáng tiếc, võ điện điện chủ lắc đầu, lỗ tai trái bên trên ngân sắc hình tròn vòng tai đung đưa, phát ra một trận tiếng vang lanh lành, hắn cười lạnh nói, Giang Vân Sơn thằng ngu này, một cái địa chi linh thể vậy mà sống sờ sờ phế bỏ, nếu là sớm 5 năm 8 năm phát hiện bồi dưỡng một phen, Giang gia tuyệt đối có thể thêm một tên tử phủ cảnh võ giả, thậm chí thiên võ thành bên trong vị thứ nhất thần du cảnh cường giả đều có thể sinh ra, Giang Vân Hải mất tích, Giang gia xem ra muốn hủy ở Giang Vân Sơn thằng ngu này trong tay. Giang Vân Sơn, địa chi linh thể, Dương Quản sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang giật là Giang gia con em điểm ấy Dương Quản sự đã sớm nhìn ra. Huyễn ảnh quyền, Mê huyễn bộ, truyền thi thủ những vũ kỹ này rực long vũ đều có thể nhìn ra là giang Gia dương quản sự làm sao có thể nhìn không ra hắn kinh nghi chính là cái sau, cái này địa chi linh thể hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lập tức nghi ngờ hỏi, điện chủ, cái gì là? Địa chi linh thể hỏa linh thể, thủy linh thể ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Võ điện điện chủ dừng một chút, giải thích thế giới này có rất nhiều trời sinh linh thể, tỉ như trời sinh tu luyện hỏa hệ công pháp tốc độ tăng tốc hỏa linh thể, tỉ như thủy linh thể, mộc linh thể, kim linh thể vân vân. Những này linh thể xem như phổ biến, là thế nhân biết, mà còn có ba loại linh thể thì vô cùng ít thấy, cái kia chính là địa chi linh thể, thiên chi linh thể, thần chi linh thể. Cái này ba loại linh thể trời sinh phù hợp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, phi thường nghịch thiên. Liền lấy cấp thấp nhất địa chi linh thể tới nói, loại này linh thể cảm giác ngộ thiên đạo đạo văn so người khác nhanh hơn rất nhiều, đột phá cảnh giới lúc gần như không có bình cảnh bọn hắn cảm ngộ võ kỹ nhất là nhanh chóng, mà lại. Tự thân thi triển võ kỹ lúc, có thể tự mang một tia thiên đạo đạo văn, từ đó để cùng hắn đối chiến người, bất chi bất giác võ kỹ cảm ngộ tăng tốc. Người hẳn phải biết, thế giới này tất cả võ kỹ đều là theo thiên đạo đạo văn bên trong thôi diễn ra, người nói cùng tiểu tử này đối chiến người cũng bất giác tự yên lặng tại thiên đạo đạo văn bên trong, cảm ngộ võ kỹ tốc độ làm sao lại chậm. Đạo văn, cái này, dương quản sự toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, cảm giác ngộ thiên đạo đối với tử phủ cảnh nhất trọng hắn tới nói, thậm chí đối với thần du cảnh võ giả đều là xa không thể chạm sự tình, không nghĩ tới từng cái chỉ là giang ra nghèo túng con em thi triển võ kỹ lúc, vậy mà tự mang một tia thiên đạo đạo văn. Hừ, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên chúng ta võ điện đừng nói địa chi linh thể, thiên chi linh thể đều có không ít. Mà lại tiểu tử này cái này linh thể rõ ràng phế đi, mới chú đỉnh cảnh tam trọng, đời này thành tựu có hạn. Võ điện điện chủ lường dương quản sự một chút, trầm giọng nói quên nói cho người một điểm cái này ba loại linh thể theo cảnh giới đề cao cần linh lực càng nhiều sở dĩ tiểu tử này đời này coi như võ điện toàn lực bồi dưỡng thực lực tối đa cũng liền là tử phủ cảnh mà không đạt tới thần du cảnh đỉnh phong cả mộ đạo văn cùng không có cảm mộ là không có khác biệt chương 30, không chọn vẹn bí tịch võ điện điện chủ đến dạo qua một vòng xem như triệt để đoạn tuyệt dương quản sự cùng phí lão nghĩ bồi dưỡng giang giật tâm tư bất quá ngược lại là xác định giang giật hoàn toàn chính xác có một loại thần kỳ năng lực khả năng giúp đỡ võ giả nhanh chóng tăng lên võ kỹ độ thuần thục. Tại Dương quản sự xin chỉ thị phí lão về sau, võ điện làm một cái quyết định, đem Giang Giật mệnh danh là cấp cao nhất tử kim bồi luyện, đồng thời thông cáo toàn bộ võ điện, Thương Lang bồi luyện mỗi ngày chỉ bồi luyện 3 trận, mỗi một tràng bồi luyện cần trăm lượng tử kim. Cái này bố cáo vừa truyền tới, toàn bộ trong võ điện sở hữu công tử tiểu thư cùng võ giả một mảnh xôn xao, nguyên bản không chú ý Giang Giật võ giả, toàn bộ nhao nhao bắt đầu nghe ngóng, cái này bồi luyện đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể trở thành cấp cao nhất bồi luyện một trận còn cần cao như vậy phí tổn. Dược Long Vũ Dược Lăng Tuyết nhìn thấy cái này bố cáo về sau lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, bọn hắn biết rõ ràng giật là tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào Dược gia, coi như không bị võ điện thu mua, cũng sẽ bị Giang gia coi trọng. Bất quá trong khoảng thời gian này Dược gia rất nhiều con em cùng Giang giật đối luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, Dược gia cũng coi là kiếm lời, phía dưới mỗi lần chàng đối chiến nhưng là muốn trăm lượng tử kim. Phiền toái, Giang giật khi biết việc này về sau, ý nghĩ đầu tiên liền là xong. Cái này bố cáo vừa ra, cứ việc mỗi một chàng giá cả cao tới trăm lượng tử kim, nhưng khẳng định lại có vô số công tử tiểu thư tìm hắn đối chiến, đại gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư nhưng từ không thiếu tiền. Mà sở học của hắn võ kỹ tất cả đều là Giang gia thành danh võ kỹ, chỉ cần đối chiến mấy trận là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là Giang gia con em, thân phận của hắn chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng, không nói mã ra có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn coi như việc này truyền về giang ra cũng sẽ cực kỳ phiền phức nói không chừng sẽ bị trọng phạt giang giật tìm tới dương quản sự dương quản sự cũng không có dấu diếm nói rõ nói cho hắn biết là địa chi linh thể có thể nhanh chóng giúp người võ kỹ đại thành hắn nghe được tin tức này về sau nhưng không có mừng rỡ ngược lại rất là hoài nghi hắn suy đoán mình tuyệt đối không phải cái gì cầu thí linh thể tự mình tu luyện như thế chi chậm là bởi vì cái kia quỷ phong ấn nguyên nhân hắn có thể có được như thế năng lực phản ứng, cũng không phải linh thể duyên phận cho nên, mà hắc sắc nguyên lực có thể làm cho hắn thị lực trở nên cực kỳ khủng bố, có thể làm cho cùng hắn đối luyện võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành, cũng rất có thể là bởi vì cái này hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Nhưng thứ này căn bản là không có cách giải thích, hắn cũng sẽ không đần độn nói cho Dương quản sự. Cuối cùng hắn nghĩ đến một cái biện pháp, xin phép nghỉ 5 ngày, sau đó tìm Dương quản sự xin giúp đỡ, nghĩ tại võ điện học tập mấy loại võ kỹ. Học tập mới võ kỹ, cũng không thể giấu giếm thân phận của hắn quá lâu, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể kéo nhất thời là nhất thời. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, chờ hắn tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, coi như mã ra muốn tìm hắn phiền phức, hắn cũng có một chút sức tự vệ. Lúc đầu cái này bố cáo vừa ra tới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tìm Giang Giật đối luyện, nhưng Giang Giật đã mở miệng, Dương Quản sự còn trông cậy vào hắn kiếm tiền, cũng không tốt phật mặt mũi của hắn, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Giật nói, tại trong võ điện học tập võ kỹ vốn là muốn tử kim, bất quá ngươi là tử kim bồi luyện, ta có thể cho ngươi cái đặc quyền, ngươi đi tàng thư các tìm bài quản sự, tùy ý học tập ba loại nhân giai võ kỹ, đây là lệnh bài của ta. Cho ngươi năm ngày ngày nghỉ, năm ngày sau đó ngươi nhất định phải lên tràng bồi luyện. Đa tạ dương quản sự, Giang giật chắp tay bái tạ trực tiếp ra phòng luyện công, tại hộ vệ chỉ dẫn hạ theo mặt khác một đầu trong hành lang tiến vào một cái thiên điện, đến võ điện đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đi vào còn lại thiên điện. Võ điện là cái rất thần kỳ tồn tại, không có ai biết là ai thành lập, lúc nào thành lập, võ điện người cũng một mực rất điệu thấp, chỉ cần không trêu chọc võ điện bọn hắn chưa từng chủ động kiếm chuyện, càng không tham dự lục quốc phân tranh. Võ điện chỉ vì võ giả phục vụ, mỗi một tòa trong võ điện đều có tụ linh trận, ở bên trong tu luyện có thể gia tốc, nơi này có biển lượng các cấp độ võ kỹ, thần binh, đan dược, chờ bảo vật. Nơi này có phòng trọng lực, có bồi luyện, cơ quan phòng các loại phụ trợ võ giả tăng thực lực lên nơi tốt chỉ cần có tử kim, nơi này chính là võ giả thiên đường. Đương nhiên tại trong võ điện, người chỉ cần có thực lực cũng có thể kiếm tiền, người có thể tại cái này tiếp nhận các loại nhiệm vụ, tỉ như săn giết yêu thú, tìm kiếm chân quý dược thảo, tỉ như tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Ở chỗ này kiếm tiền về sau, người dùng số tiền này lại có thể tại võ điện tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó lại đi đón cao cấp hơn nhiệm vụ. Võ điện sáng tạo ra rất nhiều cường giả, võ điện đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, không có võ điện toàn bộ đại lục võ giả thực lực tổng hợp đều muốn hạ xuống hai thành, mà thiên tinh đại lục võ giả nhiều vô số kể, nhiều như vậy võ giả cũng sáng tạo ra võ điện, để nó trở thành đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai. Thương lang tham kiến bạch quản sự, ta là dương quản sự, thiên điện bên trong không có hộ vệ, chỉ có một cái trung niên quản sự. Cái này quản sự đang xem xem một bản cổ kịch, giang giật lấy ra lệnh bài đem dương quản sự thuật lại một lần, kia quản sự hiếu kỳ quét giang giật một chút, đưa tay chỉ thiên điện bên trong một cái phòng nói ra, người đi bên trong chọn lựa ba quyển bí tịch đi. a à, Giang giật khẽ giật mình, cái này quản sự cũng không phái người đi theo chính mình mặc cho chính mình vào bên trong quan sát hắn trí nhớ thế nhưng là rất, đã gặp qua là không quên được, cái này tùy ý cho hắn xem xét bí tịch, không muốn một canh giờ hắn liền có thể nhẹ nhõm đem mấy chục bản bí tịch đọc thuộc lao lao. Chỉ là cái này quản sự lại cúi đầu xem sách, không tiếp tục để ý hắn, Giang giật chỉ có thể nghi ngờ đẩy cửa phòng ra đi vào, bên trong trên vách tường treo mấy cái dạ minh châu, tia sáng rất đủ, nhìn một cái giang giật con mắt đều bỏ ra, bên trong tất cả đều là ba tầng giá sách lớn, khoảng chừng trên trăm cái, phía trên chất đầy bí tịch. Phó điện quả nhiên cường đại, giang giật âm thầm cảm khái, đồng thời nội tâm cũng hưng phấn lên, nhanh chóng đi đến trước tủ sách, tiện tay cầm lấy một bản bí tịch xem xét. Long ưng chảo nhân giai trung phẩm võ kỹ, này võ kỹ luyện thành hai tay như ưng chảo, có thể nhẹ nhõm bắt làm dạn núi thạch. A, à. Giang giật nhanh chóng nhìn lướt qua bí tịch bia giản ghi chép, vừa định lật xem đằng sau lúc, lại phát hiện vậy mà không thể lật ra hai tay của hắn dùng sức kéo một cái, kia bí kỹ lại một mực dính vào nhau, không nhúc nhích chút nào. Khó trách cái này quản sự yên tâm như thế để cho ta vào đây, tình cảm là bí tịch này không thể quan sát. Giang giật ở bên cạnh cầm một bản bí tịch, phát hiện đồng dạng không thể lật ra sau bừng tỉnh đại ngộ, bí tịch này bên trên hiển nhiên có thần kỳ cấm chế, không phá giải căn bản không thể quan sát. Hắn sầu muộn, bằng vào giản ghi chép bên trên đơn giản một chút tư liệu hắn sao có thể phán đoán cái nào bản võ kỹ thích hợp bản thân. Được rồi, tùy ý tìm ba quyển đi, đều tìm nhân giai thượng phẩm, một bản thân pháp, một bản loại hình công kích, một bản loại hình phòng ngự bí tịch. Đã mở không ra bí tịch này, Giang Giật chỉ có thể tìm vận may, hắn nhanh chóng tại giá sách phụ cận lật xem, phàm là nhân giai hạ phẩm trung phẩm võ kỹ toàn bộ coi thường. Hao tốn dòng dã một buổi sáng, Giang Giật không sai biệt lắm đem sở hữu bí tịch lật xem hoàn tất mới ở trên trăm bản nhân giai thượng phẩm trong bí tịch lựa chọn sử dụng ba quyển bí tịch. Cực thần bộ, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, vận chuyển võ kỹ lúc có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng lên gấp 3, khuyết điểm cực kỳ tiêu hao nguyên lực, không có nguyên lực ra chỉ tốc độ chỉ có thể tăng lên gấp 2, mà lại cực kỳ hao phí thể lực. Già la thủ, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, tán thủ loại hình công kích võ kỹ. Thích hợp với tốc độ phản ứng trời sinh cường đại võ giả, cực kỳ hao phí tinh thần lực. Liệt Sơn Quyền, nhân giai thượng phẩm võ kỹ công kích loại hình võ kỹ căn cứ cảnh giới từng bước tăng lên võ giả lực lượng ba loại võ kỹ nhìn đều cực kỳ cường hoành nhất là già la thủ càng là trời sinh là giang giật mà thành liệt sơn quyền càng là bất quá giang giật không có cách nào xem xét bí tịch không xác định cái này liệt sơn quyền đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng cực thần bộ cũng so với hắn ban đầu mê huyễn bộ mạnh mẽ rất nhiều giang giật lần nữa tại phụ cận lật xem một lượt xác định không có so cái này ba loại võ kỹ càng thích hợp chính mình quay người liền chuẩn bị rời đi. À cái này lại có một bản nguyên bản. Đi vài bước, tại một cái giá sách nơi hẻo lánh bên trong, Giang Giật thấy được một bản phát hoàng bí tịch. Trong này bí tịch đều rất mới, xem xét đều là sao chép bản hiện lại. Phát hiện một bản nguyên bản hắn đem ba quyển bí tịch buông xuống, lấy ra quyển bí tịch kia kiểm tra một hồi, cũng rất nhanh thất vọng. Cái này đích xác là bí tịch nguyên bản. Tên gọi bảo nguyên trưởng phẩm dai vẫn là địa giai trung phẩm. Đáng tiếc là quyển bí tịch này là không trọn vẹn sở dĩ võ điện đem hắn thuộc về nhân giai võ kỹ, cũng không chép ghi chép trực tiếp phóng nguyên bản. Địa giai võ kỹ A, chúng ta giang ra mạnh nhất một bản võ kỹ cũng chỉ có địa giai thượng phẩm A đáng tiếc. Là không chọn vẹn, bất quá không phải không chọn vẹn, ta cũng không có cơ hội nhìn thấy. Giang giật tiếc núi đem bí tịch thả trở về, bản này bí tịch này bên trên còn có viết tay đánh dấu, bí tịch này hoàn toàn chính xác bá đạo, có thể đem nguyên lực áp xúc ba lần, theo trong lòng bàn tay thả ra ngoài bạo tạc đả thương địch thủ, uy lực gia tăng gấp 3. Chỉ tiếc trong đó thiếu đi vài trang, sợ là rất khó tu luyện. Mà lại vô kỹ này coi như tu luyện thành cũng cực kỳ hao phí nguyên lực, giang giật điểm ấy nguyên lực sợ là phóng thích cái một hai lần liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cái này bảo nguyên trưởng với hắn mà nói tự ý nghĩa không lớn. Không đúng, đi hai bước, giang giật bước chân đột nhiên dừng lại, hắn quên đi một việc. Hắn trong đan điền không chỉ có riêng chỉ có màu lam nguyên lực, hắn còn có thần kỳ hắc sắc nguyên lực. Cái này hắc sắc nguyên lực cùng màu lam nguyên lực dung hợp về sau uy lực có thể tăng nhiều, giống như tại dùng cái này bạo nguyên trưởng phóng xuất ra, cái kia uy lực sẽ cỡ nào lớn. Của ta màu lam nguyên lực trước kia dung hợp hắc sắc nguyên lực uy lực tự tăng lên gấp 2 3 lần, giống như dùng bạo nguyên trưởng phóng xuất ra, đây không phải là lại tăng thêm gấp 3 là ban đầu 6 7 lần nói một cách khác. Nếu như ta đạt tới chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng, phóng thích cái này bạo nguyên trưởng không phải có thể nhẹ nhóm có thể đánh giết chú đỉnh cảnh võ giả thậm chí có khả năng nổ chết tử phủ cảnh võ giả. Nghĩ tới đây, Giang giật cả người đều run rẩy, coi như dùng hắn nguyên lực chỉ có thể phóng thích một hai lần, nhưng đây chính là bảo mệnh tuyệt chiêu A. Liều mạng, Giang giật suy tính một lát, dứt khoát quyết định luyện tập cái này bảo nguyên trưởng, giống như bí tịch này không luyện được, hắn cũng chỉ là lãng phí một cái cơ hội mà thôi. Giống như may mắn tu luyện thành công, hắn tự có được một cái bảo mệnh cường đại tuyệt kỹ. Cuối cùng hắn nhịn đau đem liệt sơn quyền bí tịch để xuống, cầm ba quyển bí tịch ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt ở bạch quản sự trước mặt, cung kính nói ra, bạch quản sự, ta chọn tốt. Bạch quản sự buông xuống thư tịch, trong tay chậm rãi thoát ra nguyên lực theo thứ tự vần quanh ba quyển bí tịch, rất nhanh kia ba quyển bí tịch bạch quang lóe lên, hắn nhìn lướt qua, gật đầu nói, không tệ, rất tinh mắt, cái này cực thần bộ là rất cao cấp thân pháp, cái này già la thủ cũng không tệ, ân bạo nguyên trường. Thường là người nhất định phải chọn bản này ngươi có thể chỉ có ba lần miễn phí cơ hội, về sau muốn học tập võ kỹ, có thể cần 100 lượng tử kim một lần. Ta thế nhưng là minh xác nói cho ngươi, bản này bão nguyên trưởng đã từng có vài chục người tu luyện qua, nhưng không có người nào tu luyện thành công. Mấy chục người, giang giật khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới cái này bão nguyên trưởng kết hợp hắc sắc nguyên lực có thể sinh ra uy lực khủng bố, hắn cắn răng gật đầu nói ta muốn thử xem. chương 31, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, phó điện ra bố cáo về sau, rất tự nhiên đưa tới ngũ đại gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư chú ý, Bất quá linh thú Sơn Chiêu Sinh sắp đến thiên võ thành thập đại thiên tài có cửu cái đều đang bế quan, chỉ có lãnh gia tiểu thư lãnh thiên thiên vừa lúc xuất quan, nàng nghe hỏi đi vào phòng luyện công tìm dương quản sự hỏi thăm, lại bị cáo chi thương lang bồi luyện bế quan bên trong, năm ngày sau đó mới có thể bồi luyện. rực ra con em tuân thủ ước định không có tiết ra ngoài giang giật tin tức, nhưng còn lại mấy tên cùng giang giật đối chiến qua công tử tiểu thư, cũng rất mau đưa giang giật khả năng giúp đỡ võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành tin tức truyền ra ngoài giang giật cái này vừa bế quan không chỉ có không có suy yếu mọi người đối với hắn hiếu kỳ ngược lại hứng thú càng thêm nồng nặc các gia tộc con em đem tin tức hồi báo gia tộc lập tức đưa tới các gia tộc cao tầng chú ý bất quá bọn hắn cũng không dám đánh giang giật chú ý võ điện người ai dám làm loạn các gia tộc cao tầng lập tức hạ lệnh để trong võ điện tu luyện thiên tài con em chỉ cần xác định võ khí có thể có tiến bộ đừng sợ dùng tiền từng cái tìm giang giật đối chiến tranh thủ tại linh thú sơn cùng trấn tây quân chiêu sinh trước đó để thực lực tăng thêm một bước Thế là Giang giật lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng, mặc dù 5 ngày sau đó mới có thể bắt đầu xuất chiến, nhưng báo danh xếp hàng người đã đạt đến hơn 20 người, mừng rỡ dương quản sự miệng đều cười sai lệch. Là hắn biết cái này linh thú Sơn học viện cùng Trấn Tây quân chiêu sinh, Giang giật xuất hiện nhất định sẽ làm cho võ điện cái này trong vòng mấy tháng kiếm một món hời, công lao của hắn tự nhiên cũng không thiếu được. Giang giật đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nếu là hắn biết rõ, khẳng định muốn tự tử đều có hắn giờ khắc này ở một mình ở bên trong căn phòng nhỏ bế quan lĩnh hội võ kỹ, chỉ có 5 ngày thời gian, hắn nhất định phải đem cực thần bộ cùng già la thủ không nói nắm giữ đến đại thành tình trạng, ít nhất cũng phải nhập môn hoặc là tinh thông. Bạch quản sự để Giang giật đem ba quyển bí tịch mang theo trở về, hắn căn bản không sợ Giang giật mang theo bí tịch chạy, ở cái thế giới này rất ít người dám hú võ điện, chớ nói chi là Giang giật thực lực thế này tiểu võ giả. Giang giật mộ tính không cần phải nói, chỉ là hai ngày cực thần bộ cùng già la thủ tựu nhập môn, còn như bạo nguyên trưởng hắn lại là không có thời gian học, mà lại học được cũng đang luyện tập với nhau có thể dùng được không lên, hắn chỉ có thể học bằng cách nhớ đem bí tịch bên trên sở hữu chữ cõng xuống tới. Để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là cái này bạo nguyên trưởng quả nhiên thiếu đi hai trang, vẫn là ngăn cách, ngoài ra còn có một tờ còn chỉ có một nửa, mặc dù đại khái ý tứ hắn có thể hiểu, nhưng trong đó mấu chốt nhất nguyên lực áp xúc kỹ xảo vừa vặn không trọn vẹn. Cái này cũng khó trách trong võ điện mấy chục người đều tìm hiểu, cuối cùng nhưng không có một người tu luyện thành công. Năm ngày sau đó, Giang giật đúng giờ xuất hiện, một thân màu đen thấp kém võ sĩ bào, một khối dư tận đáng sợ thương lang mặt nạ, thân thể suy nhược tựa hồ tùy ý một quyền đều có thể đập bay, thực lực mới chú đỉnh cảnh tam trọng cái này khiến nghe hỏi mà đến lãnh gia tiểu thư lãnh thiên thiên rất là thất vọng. Lãnh thiên thiên danh tự rất y như là chim non nép vào người, bề ngoài cũng rất thô cuồng, thân thể so giang giật còn cao lớn hơn uy vũ, mặc một thân rất phổ thông trường bào màu đen, tóc dài cũng tùy ý co lại, trên bờ vai khiêng một thanh kim sắc đại đao, nhìn một điểm không giống đại gia tộc tiểu thư, trái ngược với một cái tội phạm. Ai xếp hạng thứ nhất cùng tỷ đổi thoáng cái, nàng nhanh chân hướng phía trước đi đến, thanh âm như hồng trung, phía trước công tử xem xét là nàng, toàn bộ thân thể co rụt lại chủ động nhường đường. Thiên võ thành hai đại tiểu thư danh chấn tứ phương, một vị là đẹp như tiên nữ, hắn chí như yêu cơ thính vũ, còn có liền là trước mắt cái này so ra môn còn muốn hung hãn lãnh ra tiểu thư. Vị tiểu thư này thiên tư, tại thập đại thiên tài bên trong thực lực xếp hạng thứ hai, gần với cơ thính vũ phía dưới, tính cách xúc động là tốt nhất chiến, thiên võ thành bị hắn đánh công tử không tại số ít. Ta, là ta, lãnh tiểu thư, người muốn đổi vị trí mời theo liền. Hắc hắc, một tên liễu ra con em xem xét là lãnh thiên thiên, lập tức sắc mặt biến, khúm núm gật đầu nói. Lãnh thiên thiên gật đầu rất là hài lòng, ánh mắt quét về phía giang giật, trong tay một thanh trường đao cách không chỉ hướng hắn nói, thương lang, vào đây cùng tỷ đánh một trận, Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có tư cách gì trở thành cấp cao nhất tử kim bồi luyện. Giang giật đôi mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Dương quản sự, vị này hung hãn tiểu thư không cần đi nghe ngóng, tùy ý cảm ứng thoáng cái liền biết nàng thực lực tuyệt đối vượt qua chú đỉnh cảnh thất trọng, xem mọi người sợ hãi như thế dáng vẻ, rất có thể liền là thập đại thiên tài một trong, nàng còn đeo một cái đại đao, cũng đừng một đao đem hắn chặt. Dương quản sự ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị, đi qua ghé vào Lãnh Thiên Thiên phía trước nói vài câu vị tiểu thư kia nhẹ gật đầu cầm trong tay kim sắc chiến đao đưa cho Dương Quản sự, độc thân đi vào một cái trong phòng luyện công. Dương Quản sự lúc này mới đi tới, tại giang giật bên người hạ giọng nói ra, thương lang đi vào đi, lãnh tiểu thư thực lực hội áp chế một chút, người chi bằng yên tâm, tại cái này trong võ điện không ai dám giết người. Giang giật cắn giang đi vào trong phòng luyện công, môn vừa mới quan bế, hắn lại nhìn thấy vị bên trong kia hung hãn tiểu thư lại. Bắt đầu thoát y, hắn dọa đến thân thể co rụt lại, hoảng sợ nhìn qua vị tiểu thư này liền muốn tông cửa sông ra, trong lòng âm thầm nghĩ tới vị tiểu thư này sẽ không muốn đùa bá vương ngạnh thượng cung trò chơi a. À. Lãnh thiên thiên coi như không người bỏ đi trường bào, lộ ra bên trong một thân bó sát người võ sĩ bào, nàng hoạt động một chút gân cốt, trước ngực bao la hùng vĩ hai ngọn núi lập tức sóng lớn mãnh liệt, thấy giang giật vội vàng rời con mắt. Nàng đem trường bào tùy ý hất lên, lạnh lùng nhìn xem giang giật nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì tốc độ quay lại đây, bản tiểu thư cho các ngươi dương quản sự mặt mũi chỉ vận dụng một nửa thực lực giống như chút thực lực ấy ngươi cũng không thắng được ta cam đoan để ngươi bỏ ra ngoài bản tiểu thư trăm lượng tử kim cũng không phải dễ kiếm như vậy a à, giang giật lần thứ nhất nhìn thấy như thế hung hãn nữ tử rất là không thích ứng bất quá lại chỉ có thể trước tiên điều tập một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt hết sức chăm chú khóa chặt lãnh thiên thiên chú ý nhất cử nhất động của nàng uống lãnh thiên thiên hét lớn một tiếng hai chân tại mặt đất đạp mạnh cao lớn uy vũ thân thể như mãnh hổ vọt tới, còn không có tới gần một cỗ làm cho lòng người sợ khí thế tự áp bách mà đến. Nàng quyền trái thẳng tắp đập tới, quyền ảnh trên không trung lại trì trệ trì trệ, nhìn rất là khó chịu. Giang giật thị lực, hắn tự nhiên không có nửa điểm khó chịu mà là âm thầm kinh hãi. Hắn có thể thấy rõ ràng, nắm đấm kia trên không trung ngưng trệ hoàn toàn là giả tược, lãnh thiên thiên nắm đấm đã nhanh nhanh hướng hắn đập tới, chỉ là hai cái trong chớp mắt đã đến mặt của hắn phía trên, mà kia trên không trung ngưng trệ quyền ảnh vẫn còn tại ba thước bên ngoài. Cực thần bộ, hắn hai chân vội vàng nhất chuyển, đạp trên bộ pháp kỳ quái thân thể hướng bên cạnh thối lui, cái này cực thần bộ hắn vẻn vẹn chỉ là tinh thông, nhưng thân pháp chi xảo diệu cùng tốc độ nhanh chóng, đã cùng hắn đại thành mê huyễn bộ không xê xích bao nhiêu. Cực thần bộ, lãnh thiên thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua giang giật thối lui thân ảnh cười lạnh một tiếng, trên chân thế mà đạp trên cùng giang giật giống nhau như đúc bộ pháp hướng phía trước lao đi, tốc độ rõ ràng so giang giật nhanh lên mấy phần. Cô nàng này cũng sẽ, giang giật rất là im lặng, lãnh thiên thiên thực lực so với hắn cường đại quá nhiều, coi như áp chế một nửa thực lực, hắn không sử dụng hắc sắc nguyên lực kia là tuyệt đối chạy không thoát. Già la thủ, không thể trốn đi đâu được, lãnh thiên thiên thân thể đã nổ bắn ra mà đến, nắm đấm kia trên không trung lại trì trệ trì trệ, chân thực quyền ảnh lần nữa hướng hắn mặt đập tới hắn một bên lui ra phía sau, một bên hai tay làm một cái kỳ quái thủ thế, trong hư không vẽ lên nửa vòng tròn, sau đó song trưởng hướng lãnh thiên thiên quả đấm kia quấn đi. ầm, um, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, giang giật bàn tay bị chấn khai, cả người cũng bị đẩy lui bảy tám bước, nhưng rõ ràng không có đại sự. lãnh thiên thiên một tấm vuông vức so nam nhân còn bá khí trên mặt đều là kinh ngạc, nàng vừa rồi như thế cường đại lực lượng một quyền lại như nện ở trong nước, cái này khiến nàng có chút buồn bực thổ huyết rất nhanh nàng nổi giận quát khẽ nói lấy nhu thắng cương người cái này tán thủ cũng là nhân gia thượng phẩm võ ký a cùng người của liễu gia đồng dạng chuyên làm ta âm nhu chiêu thức hư hư tỷ ngược lại là muốn nhìn người có thể thiếp ta mấy quyền nói lãnh thiên thiên thân thể lại như như đạn pháo hướng giang giật vào tới giang giật nhanh chóng thối lui trong lòng âm thầm kêu khổ năm ngày chăm học khổ luyện dù hắn ngộ tính kinh người hắn cái này già la thủ cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi vừa rồi một quyền nhìn hắn không có việc gì kỳ thật miệng hổ đã bị chấn động đến đau nhức già la thủ nhưng đối mặt một cái như thế đối thủ hắn có thể làm sao chỉ có liều mạng ngăn cản người này là lãnh gia tiểu thư thực lực như thế cường đại giang giật rất là hoài nghi là thập đại thiên tài cái kia lãnh thiên thiên tự nhiên không dám vận dụng giang gia võ kỹ ầm um, lãnh thiên thiên thân thể khôi ngô lần lượt phóng đi giang giật thân thể lần lượt thối lui mỗi lần đều bị đẩy lui xa một trượt vẻn vẹn nửa nén hương thời gian hắn đã tiếp nhận lãnh thiên thiên gần trăm quyền, hai tay đều bị nện kém chút chật khớp, không ngừng run nhẹ nhẹ, kia lãnh thiên thiên lại đánh lên nghiệt, một lát đều không ngừng nghỉ. Tê, tê Giang giật hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều là thống khổ, nhìn qua đối phương nắm đấm lần nữa phá không mà đến, hắn biết rõ chính mình hai tay liền bị thẻ phế đi, còn không phản kích sợ là thật muốn leo ra đi. Hắc sắc nguyên lực, hắn vừa ngoan tâm điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn tay, chờ đối phương lần nữa đập tới lúc, hắn song trưởng lại tại giữa không trung vạch ra một cái quỷ dị độ cong đem đối phương nắm đấm quấn quanh đi vào, sau đó đột nhiên đẩy. Âm, um, Giang giật không có gì bất ngờ xảy ra bị lực lượng cường đại đẩy lui hơn 10 bộ, mà lãnh thiên thiên khôi ngô thân thể lại cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chọn vẹn lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Ừ, nàng một đôi mắt to bên trong đều là chấn kinh, rất nhanh thẹn quá hóa giận liền muốn hướng Giang giật công kích mà đến, người xông vào nửa đường lúc trong mắt nàng đột một hiện lên một tia mê mang thân thì cũng dừng lại, đứng tại chỗ trầm ngâm, một lát sau lại nhắm mắt lại. Ôi, Giang giật xoa sưng đỏ hai tay, không ngừng hút lấy hơi lạnh, nội tâm đối với cái này già la thủ ngược lại là rất hài lòng, đây mới là nhập môn có thể ngăn cản cái này lãnh tiểu thư công kích. Giống như đại thành về sau sợ là có thể nhẹ nhõm đem đối phương đẩy lui ra ngoài đi cái này già la thủ dựa vào là lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, đối phương lực lượng càng lớn bị phản phệ càng mạnh, bất quá vũ kỹ này phi thường khó luyện, cũng cần cực kỳ khủng bố lực phản ứng, nếu không một khi phản ứng quá chậm. Hai tay rất có thể bị đối phương đánh gãy. Ha ha ha, ngay tại giang giật trầm ngâm bên trong, đối diện lãnh thiên thiên đột nhiên mở to mắt, cười ha hả Trong lúc cười to nàng thân thể nổ bắn ra mà lên, một quyền ném ra, nắm đấm kia lại không chung hoàn toàn ngưng trệ ở, cho người ta cảm giác tựa như tại mấy trượng bên ngoài ngừng lại. Nhưng giang giật lại dọa đến toàn thân run lên, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng đối phương nắm đấm đã phá không mà đến tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi rất rõ ràng cái này lãnh tiểu thư võ kỹ có bay vào tính tiến bộ nhanh như vậy tốc độ giang giật hai tay đã thuộc thương căn bản không thể ngăn cản hắn chỉ có thể cắn răng quát to lên chờ một chút lãnh tiểu thư oanh trả lời hắn là một cái trùng điệp nắm đấm hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên đem hắn thân thể trực tiếp đập bay ra ngoài mấy trượng xa chương 32, chú đỉnh cảnh tứ trọng ầm um, Giang giật thân thể đập ầm ầm đến trên mặt đất, cái ót còn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thoáng cái, không bằng hắn rõ ràng cảm giác lãnh thiên thiên một quyền này thu một chút lực đạo, nếu không xương ngực sợ là muốn vỡ vụn. Ha ha, tỷ long tượng quyền rốt cục đại thành, cái này trăm lượng tử kim hoa đến giá trị, thương lang, người tiểu tử này quá lợi hại. Giang giật vừa mới đứng lên, lãnh thiên thiên lại tiêu xạ mà đến, đối bộ ngực hắn lại là một quyền, giang giật thân thể ầm vang một tiếng, hóa thành chơi diều nghiêng nghiêng bay ra ngoài. TT Giang giật đau đến khóe miệng quất thẳng tới, vừa mới đứng lên gặp lãnh thiên thiên lại băng băng mà tới. Hắn vội vàng quát to, đã ta giúp ngươi võ kỹ đại thành, vì sao ngươi còn muốn đánh ta? Ha ha, thương lang, xin lỗi. Lãnh thiên thiên cười to hai tiếng, nắm đấm như như lưu tinh bay tới, to như chuông thanh âm vang lên lần nữa. Ta người này sinh khí thời điểm thích đánh người, đồng dạng cao hứng thời điểm. Cũng thích đánh người, người trước hết chịu đựng đi. Bà điên, giang giật thầm mắng một tiếng, mắt thấy cái này lãnh thiên thiên nắm đấm lại tới, cuống quýt quát to, chờ một chút, lãnh tiểu thư, tại hạ võ kỹ vừa mới học được mấy ngày, người có gan đợi thêm mấy ngày, nhìn thấy thời điểm ai đánh ai. Chỉ là mấy ngày người xác định có thể thắng ta lãnh thiên thiên nắm đấm rừng ở giữa không chung, nhìn thấy giang giật không phục lắm ánh mắt, nàng thu hồi nắm đấm nói tốt, ta liền chờ ngươi mấy ngày. Đến lúc đó ngươi nếu là không thắng được ta, ta đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Giang giật đứng lên vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau ngực, gật đầu nói một lời mà định ra bất quá đến lúc đó ngươi phải cùng đồng dạng áp chế thực lực người cảnh giới cao hơn ta nhiều lắm được lãnh thiên thiên nhếch miệng cười một tiếng một bộ không tim không phổi dáng vẻ nàng đột nhiên đại thủ dò xét tới lôi kéo giang giật áo bảo đi ra ngoài vừa đi còn một bên cười nói đi tiểu tử tỷ hôm nay cao hứng mời ngươi uống rượu đi không say không về a à. hắc hắc lần này linh thú sơn học viện chiêu sinh ta ngược lại thật ra muốn nhìn thính vũ cái kia hồ ly tinh còn thế nào thắng ta vị đại tiểu thư này khó trách có thể cùng cơ thính vũ nổi danh cái này tính tình quá biêu hãn Giang giật âm thầm cảm khái lại chỉ có thể cự tuyệt nói ta còn được tiếp tục bồi luyện đâu người nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngươi là thiên kim đại tiểu thư ta thế nhưng là một cái nho nhỏ bồi luyện dạng này a à, được kia quay đầu tìm ngươi lãnh thiên thiên nhẹ gật đầu cũng không miễn cưỡng nhấc lên trên đất trường bào hấp tấp đi ra phía ngoài đi ra bên ngoài đưa tay vỗ cửa ra vào dương quản sự bả vai cười to nói lão dương nhà ngươi cái này bồi luyện không tệ, cái này trăm lượng từ kim giá trị. Lãnh thiên thiên để bên ngoài chờ với các công tử tiểu thư lập tức hưng phấn lên, nàng đây là gián tiếp khẳng định giang giật hoàn toàn chính xác có có thể giúp người võ kỹ đại thành năng lực, lập tức báo danh xếp hàng người càng nhiều. Giang giật chỉ là nghỉ ngơi chữa thương một canh giờ lại lần nữa ra sân, cũng may phía sau hai vị không có lãnh thiên thiên hung hãn như vậy, hắn nhẹ nhõm có thể ứng đối. Đối chiến ba trận về sau, dương quản sự dùng giang giật cần nghỉ ngơi, cự tuyệt đằng sau võ giả muốn tiếp tục ra sân yêu cầu để giang giật chính mình trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện cố trạch mà ngư đạo lý dương quản sự vẫn hiểu giang giật nếu là đả thương mệt chết ngược lại không có lời mà lại dạng này mỗi ngày ba trận những công tử kia các tiểu thư sẽ còn càng thêm chờ mong giang giật ngược lại là dễ dàng xuống tới mỗi ngày đối chiến ba trận hắn có thể có đầy đủ thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi giống như cùng đoạn thời gian trước mỗi ngày đối chiến mười mấy chàng hắn sợ là muốn sống sống mệt chết sau đó mấy ngày Giang giật buổi sáng bồi người đối chiến ba trận, buổi chiều cùng ban đêm đều một lát không ngừng nghỉ tu luyện, thời gian ngược lại là qua an nhàn. Mỗi một chàng đối chiến hắn không còn có dùng qua giang gia võ kỹ, liền dựa vào cực thần bộ cùng già la thủ đối địch, thập đại thiên tài không có người nào xuất hiện qua, giang giật bằng vào thực lực trước mắt có thể nhẹ nhõm ưng đối. Để giang giật có chút buồn bực là, mấy ngày nay bồi luyện người bên trong còn có mã gia cùng giang gia con em, khi biết trong võ điện xuất hiện một vị kỳ nhân có thể phụ trợ võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành về sau, các gia tộc đều riêng phần mình phái ra mấy ưu tú con em tiến vào võ điện, giang giật cùng giang ra mã ra con em lúc đối chiến rất là mất tự nhiên, thời khắc đều lo lắng bị đối phương nhận ra. Bất quá giang giật lo lắng rõ ràng là dư thừa, hắn tại giang ra ngoại trừ chi thứ con em bên ngoài, những cái kia ưu tú con em không ai nhìn tới hắn, giờ phút này hắn mang theo mặt nạ, dùng vẫn là trong võ điện võ kỹ, làm sao có thể nhận ra hắn còn như mã giang người trừ phi mã phi tới những người còn lại tự nhiên không nhận ra giang giật mã phi đan điền đều phế đi lại có thể nào đến võ điện mấy ngày trôi qua vị kia so gia môn còn muốn hung hãn lãnh thiên thiên tiểu thư cũng không tiếp tục xuất hiện không biết có phải hay không bế quan giang giật ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhóm, bất quá coi như lãnh thiên thiên tới hắn cũng không sợ bởi vì hắn cực thần bộ cùng già la thủ đã toàn bộ đại thành thật chẳng lẽ chính là hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Giang giật chính mình cũng rất là nghi hoặc, hắn trước kia ngộ tính kinh người, nhưng cũng không thể nào chỉ là mấy ngày thời gian, đối chiến hơn 10 chàng hai môn nhân giai thượng phẩm võ ký tựu đại thành. Chẳng lẽ hắn thật là địa chi linh thể nhưng nếu như là địa chi linh thể, trước kia cảm ngộ võ kỹ vì sao không có nhanh như vậy. Sau đó thời gian rất là bình tĩnh, Giang giật mỗi ngày đối chiến 3 trận, thời gian còn lại đều dùng để phá giải phong ấn cùng tu luyện phong ấn phá giải tốc độ lại tăng nhanh, tốc độ tu luyện vù vù soạt dâng đi lên. Nửa tháng, chỉ cần lại cho ta thời gian nửa tháng, ta liền có thể đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng. Rốt cục có thể trở về nhà, nghĩ đến trong nhà Giang Tiểu Nô, Giang giật tâm tình càng thêm cấp bách, thời gian tu luyện tiến một bước kéo dài, mỗi ngày đều chỉ ngủ hai canh giờ. Đến võ điện đã hai tháng, Giang Tiểu Nô ở nhà một mình không có một chút tin tức truyền đến, mặc dù hắn biết rõ Giang như hổ bọn người hẳn là sẽ không đi tìm nàng phiền phức, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lại qua 10 ngày, hai đạo tin tức tại trong võ điện truyền ra, gây nên toàn bộ thiên võ thành chấn động. Cùng một ngày thời gian, thập đại thiên tài bên trong có hai người xuất quan, song song đột phá. Giang hận thủy cùng cơ thính vũ đồng thời đột phá chủ đỉnh cảnh cửu trọng, cơ thính vũ so giang hận thủy còn muốn tiểu ngũ tháng, trở thành thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà giang hận thủy cũng lực áp lãnh thiên thiên xếp hạng thứ hai. Cơ gia cùng giang ra gia hai tộc đại hỉ hạ lệnh sở hữu con em trở về cộng đồng chúc mừng hai người đột phá bằng chừng ấy tuổi đã đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng hai người tiến vào linh thú sơn học viện đã không có nửa điểm huyền nhiệm làm đại lục tam đại học viện một trong linh thú sơn học viện không thuộc về bất luận cái gì các nước chư hầu nhưng có thể đi vào trong học viện đồng thời thành công lưu lại tốt nghiệp võ giả không một không bị các các nước chư hầu coi trọng ngày sau bình bộ thanh vân ở trong tầm tay hai người đột phá đối với còn lại thiên tài con em tới nói đây cũng là một cái xấu không thể lại phá hư tin tức, bởi vì Linh thú Sơn học viện chỉ tuyển nhận 5 người, 5 cái danh ngạch hiếu đi hai cái. Mà Lãnh Thiên Thiên hung hãn chiến lực, rất có thể còn muốn chiếm trước một cái, nói một cách khác bọn hắn nhiều người như vậy muốn đi đoạt còn lại hai cái danh ngạch. Giang Hận Thủy cùng Giang Như Long, còn có tất cả Giang gia con em hồi trở lại Giang gia đại viện, để Giang giật dễ dàng không ít. Hắn sợ nhất liền là đối đầu Giang Hận Thủy, hai người hài đồng là cùng một chỗ dạo qua mấy năm lần trước tại phòng luyện đan lại gặp một lần, một khi đối chiến Giang Hận Thủy rất có thể nhận ra hắn. Trong khoảng thời gian này, Giang giật dành thời gian cảm ngộ thoáng cái bạo nguyên trưởng, nhưng bởi vì không chọn vẹn hai trang nửa, mấu chốt áp xúc nguyên lực kỹ khéo léo không còn, dù cho Giang giật cảm ngộ võ kỹ tốc độ lại cũng vô kế khả thi. Hắn một lòng nghĩ đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng cũng không có quá nhiều thời gian đi lĩnh hội, dứt khoát không còn đi quản. Năm ngày sau đó, Giang giật đi ra chính mình phòng nhỏ, bên ngoài như cũng chờ ba tên các gia tộc con em chờ lấy cùng hắn đối luyện. Dương quản sự nhìn thấy Giang giật ra cũng đầy mặt nụ cười, trong khoảng thời gian này Giang giật thế nhưng là giúp võ điện kiếm lời không ít tiền, đối với Giang giật hắn nhưng là càng xem càng thuận mắt. Không ngờ, Giang giật hôm nay cũng không có đi vào phòng luyện công cùng người đối luyện, mà là tiến đến Dương quản sự bên người thấp giọng nói ra, quản sự, ta muốn xin nghỉ hai ngày, ta muốn về nhà nhìn xem. Ừ Dương quản sự lông mày nhíu lại, tại Giang giật trên thân quét qua, rất nhanh hai mắt sáng lên thấp giọng nói, thương lang, người đột phá chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giang giật dưới mặt nạ trong con người đều là hưng phấn cùng vui sướng, không ngừng khổ tu, tăng thêm dương quản sự vô hạn cung cấp linh thần đan, còn có hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực. Để hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng tựu theo chú đỉnh cảnh nhị trọng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, hắn rốt cục có chút một chút sức tự vệ, có thể trở về nhà. Vậy được rồi, mặc dù cực độ không nguyện ý, nhưng Dương Quản sự vẫn là gật đầu nói, trở về nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt, bất quá ngươi đã đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, sau này võ điện không có khả năng tại cung cấp đan dược. Mà lại đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng dựa vào cấp thấp đan dược tăng lên cũng cực kỳ khó khăn, đương nhiên. Người tại trong võ điện tiền kiếm được, có thể đi mua sắm địa giai đan dược phụ trợ tu luyện, ta để cho người ta cho người đánh gãy. Về sau sự tình giang giật cũng không có suy nghĩ xa như vậy, hắn một cái bị phong ấn phế vật, chỉ là mấy tháng thời gian có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, phối hợp hắc sắc nguyên lực, giờ phút này tổng hợp chiến lực đã miễn cưỡng nhưng so sánh thành nội thập đại thiên tài, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Coi thường chờ bồi luyện công tử tiểu thư giang giật cáo biệt dương quản sự, bước nhanh hướng võ điện đi ra ngoài. Đang đi ra võ điện một khắc này, hô hấp lấy phía ngoài không khí mát mẻ, giang giật cả người đều sảng khoái ghê gớm, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết một chút trong khoảng thời gian này kiềm chế. Hill vận chuyển màu lam nguyên lực, hắn thân thể như điện hướng phía trước phóng đi, bởi vì hắn mang theo thương lang mặt nạ, gây nên trên quảng trường rất nhiều người ghé mắt. Nhanh chóng ngoặt vào một đầu không người hẻm nhỏ, Giang giật đem mặt nạ gỡ xuống, từ trong ngực lấy ra trước kia bộ kia trường bào màu đen mặc lên, còn mang lên áo choàng, hắn một đường tại trong hẻm nhỏ lao nhanh, sau một nén hương rốt cục đã tới Giang ra Tây Viện Đại Môn. Rốt cục về nhà, tiểu nô, thiếu gia trở về. Giang giật thân thể lóe lên, Tại người gác cổng còn không có phản ứng trước đó tiêu xả tiến vào giang ra tây viện, càng đến gần tiểu viện của mình, bước chân hắn càng phát cấp bách, gương mặt thanh tú bên trên đều là kích động. ầm, um, cửa sân là quan bế, giang giật trực tiếp dùng sức đẩy ra, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Một bên quát to lên, tiểu nô, tiểu nô, thiếu ra trở về. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Giang giật trên mặt thoáng cái thay đổi, hắn thân thể vọt vào buồng trong, trong sân dạo qua một vòng lại phát hiện bên trong không có một ai. Tiểu nô, tiểu nô, người ở đâu? Hắn cấp bách giống lên, nội tâm có loại dự cảm bất tường, sắc mặt nhăn nhó đến đáng sợ, cũng như cái kia khối thương lang mặt nạ dữ tợn. Chương 33, bão nổi. Giang giật giống lên mười mấy âm thanh, trong sân vẫn là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, con người lấp lóe không ngừng, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ở cái thế giới này, hắn chỉ có Giang Tiểu Nô một người thân, giống như nàng chết rồi, Giang giật cũng không biết chính mình có thể hay không điên mất. Xuân Nha, đúng, tìm Xuân Nha. Giang giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, cuống quýt co càng tựu hướng ra phía ngoài chạy tới. Xuân Nha liền ở tại phụ cận, nàng khẳng định biết rõ tiểu nô đi đâu. Xa xa xa, Giang giật vừa mới ra viện bọn họ, nơi xa trong một cái viện một cái đen gầy thiếu nữ sợ hãi đi ra, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giang giật, nàng thân thể dọa đến co rụt lại, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Giang giật thiếu ra, ngươi, ngươi trở về a? À? Xuân Nha, nhìn thấy Xuân Nha bộ dạng này, Giang giật tâm lần nữa trầm xuống thân thể tiêu xạ mà đi, còn không có tới gần tựu giống to, Xuân Nha, nhà ta tiểu nô ở đâu. Xuân Nha thân thể lại run lên, lui ra phía sau hai bước miễn cưỡng cười nói, Giang giật thiếu ra, tiểu nô hai ngày trước nói. Nàng đi thân thích nhà, nửa tháng liền trở lại, nói nhảm, Giang giật quát lạnh một tiếng, trên thân nguyên khí vận chuyển, khí thế phóng thích mà ra ép tới Xuân Nha khí đều không xuyên thấu qua được, hắn một phát bắt được Xuân Nha cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, Xuân Nha, những này chuyện ma quỷ ngươi đừng nói là, tiểu nô cùng ta đều là cô nhi có cái dám thân thích đừng sợ. Nói cho ta lời nói thật, ta rất lo lắng nàng, ngươi biết không? Xuân Nha cúi đầu trầm ngâm, trong mắt đều là xoắn suýt chi sắc, cuối cùng cắn răng nói ra, giang giật thiếu ra, tiểu nô không có chuyện gì ngươi đừng lo lắng, tiếp qua bán nguyện nàng liền sẽ trở về. Hô, giang giật thở ra một hơi thật dài, chỉ cần giang tiểu nô không chết liền tốt, hắn cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình, để cho mình ngữ khí tận lực ôn hòa ta, nàng đi đâu xuân nha ngươi đừng gạt ta đem tất cả mọi chuyện nói cho ta ngươi đừng sợ bất kỳ cái gì sự tình đều có ta sẽ không để cho ngươi khó xử giang giật thiếu ra ngươi đừng hỏi nữa xuân nha dậm chân một cái rất là khó xử nói ra ngươi liền chờ nửa tháng đi tiểu nô tuyệt đối sẽ trở về ta đáp ứng nàng không nói nhìn thấy xuân nha như thế bộ dáng giang giật lạ thường tỉnh táo lại hắn thở dài khoát tay nói nha vậy ngươi đi về trước đi ta liền chờ nửa tháng xuân nha như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu quay người đi vào trong sân còn đứng ở cửa sân sau vụng trộm nhìn chăm chú lên gian giật chờ đến hắn trở lại nhà mình mới thở ra một hơi nhanh chóng hướng một cái phòng đi đến gian phòng rất nhỏ bên trong tràn đầy mùi thuốc một cái thân thể gầy yếu nằm ở trên giường nửa người đều quấn lấy băng gạc phía trên ẩn ẩn còn có vết máu một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nửa bên xương cùng bánh bao trong ánh mắt đều là vẻ khẩn trương nhìn thấy xuân nha vào đây vội vàng nhẹ giọng hỏi xuân nha thiếu gia nhà ta đi rồi sao? Ừm, Xuân Nha vỗ vỗ ngực, phun ra đầu lưỡi nói, Giang giật thiếu gia vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta kém chút tựu nói thật với hắn. Tiểu nô, người dạng này giấu giếm Giang giật thiếu gia thật được không nếu là hắn biết rõ, khẳng định sẽ tức giận. Giang tiểu nô sắc mặt ảm đạm xuống tới, u u thở dài, không giấu giếm lại có thể thế nào đâu ta bộ dáng này có thể cho thiếu gia xem à. Người cái dạng gì tử không có thể cho ta xem, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên cắt ngang giang tiểu nô, cửa phòng bị bá đạo đẩy ra, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chân đi vào đây, ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy tức giận. Mà chờ hắn nhìn thấy giang tiểu nô toàn thân đều quấn ở băng gạc bên trong, thân thể ngay cả động cũng không thể động về sau, trên mặt tức giận lập tức biến mất, đầy mắt đều là đau lòng, hắn đứng tại cửa ra vào xa xa nhìn qua giang tiểu nô, tốt nửa ngày mới thở ra một hơi, từ trong hàm giang tung ra ba chữ, ai làm? Thiếu, thiếu ra, giang tiểu nô luống cuống, trong mắt đều là hoảng sợ, nàng hiểu rất rõ nhà nàng cái thiếu gia này, từ nhỏ nhất là sủng nàng, mỗi lần nàng bị người khi dễ đều sẽ liều mạng, lần trước tại phong nguyệt lâu cũng giống như vậy. Nàng dừng một chút, rất nhanh cắn răng lắc đầu nói ra, thiếu gia là tiểu nô không cẩn thận té bị thương. Ngậm miệng, Giang giật đột nhiên chợt quát một tiếng trực tiếp cắt ngang Giang tiểu nô, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Xuân Nha quát lạnh, Xuân Nha, người nói. Giang giật khí thế so vừa rồi càng tăng lên mấy phần, mà lại trong mắt sát khí doanh vậy mà, dọa đến Xuân Nha đại khí cũng không dám phun ra, nàng do dự nửa ngày mới cắn răng nói ra, Giang giật thiếu ra, là hổ thiếu ra, còn có Giang báo Giang tùng thiếu ra. Hai ngày trước, ba người bọn họ chạy đến nhà ngươi, hỏi tiểu nô ngươi đi đâu, tiểu nô không nói bọn hắn tự động thủ đánh người, nếu không phải ta đi nhanh. Tiểu nô đều bị bọn hắn đánh chết, đi, nghe xong Xuân Nha, Giang giật sắc mặt ngược lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh kim diệp tử ném cho Xuân Nha nói, Xuân Nha, đi giúp tiểu nô tìm đại phu tốt, chiếu cố thật tốt nàng, ta đi một chút liền trở lại. Thiếu gia, Giang tiểu nô sắc mặt lập tức thay đổi, giãy dụa muốn ngồi xuống, liều mạng hô lớn, thiếu gia, người không nên vọng động, tiểu nô không có chuyện gì, ôi. Giang tiểu nô thân thể loạn động, khiến động vết thương đau đến nước mắt thẳng đi, nhưng nàng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Giang giật, liều mạng lắc đầu. Xa xa xa, để Giang tiểu nô tuyệt vọng là, Giang giật ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặt quay người bước nhanh mà rời đi, một câu không có để lại. Thiếu ra, thiếu ra, gia. Giang tiểu nô không ngừng hô to, Giang giật tiếng bước chân lại càng ngày càng xa, nàng quay đầu nhìn qua Xuân Nha hô lớn, Xuân Nha, người nhanh đi ngăn lại thiếu ra nhà ta, hắn không thể đi, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Tiểu nô, đừng nhúc nhích, ta ngăn không được Giang giật thiếu ra, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Xuân Nha lắc đầu, tới vịn Giang tiểu nô nằm xuống, trên mặt nàng không có vừa rồi khủng hoảng ngược lại trong mắt sáng lấp lánh, nàng nhìn qua giang giật rời đi phương hướng, mím môi một cái nói ra tiểu nô, no, đừng lo lắng. Ta cảm giác giang giật thiếu ra không thể so với trước kia, người không biết vừa rồi hắn cho ta cảm giác, tựa như nhìn thấy gia chủ đáng sợ. Phanh, phanh phanh phanh, giang ra hình đường bên ngoài đột một vang lên một trận tiếng chống trầm trầm đem đang uống trà hình đường phó trưởng lão giang vân thạch cả kinh kém chút chén trà mất. Hình đường bên ngoài có một mặt trống kêu oan, gia tộc tử đệ có thù có oan đều có thể đến đánh chống kêu oan, giang gia tộc quy quy định bất luận kẻ nào gióng chống về sau hình đường đều phải thụ lý. Nhưng tộc quy là tộc quy, giang gia con em nhìn thấy hình đường cùng giống như gặp quỷ, ai không có việc gì hội thật chạy hình đường đại náo. Hình đường trưởng lão trước kia một mực là đại trưởng lão Giang Vân Hải kiêm nhiệm, đại trưởng lão sau khi mất tích gia tộc bổ nhiệm Giang Vân Tạ Đá đảm nhiệm phó trưởng lão, chủ quản hình đường hết thảy sự vụ. Sở dĩ Giang Vân Thạch mặc dù là viên, nhưng ở Giang gia quyền thế cực lớn. Giờ phút này cái kia tấm bị Giang gia con em nói là Diêm Vương mặt trên mặt đều là tức giật, vội vàng đi ra tiền điện, đối một tên Giang gia hộ vệ phẫn nổ quát, cái nào tinh trùng lên não ở bên ngoài gõ trống, đi mang cho ta vào đây. Đánh trống người rất nhanh bị mang vào, Giang Vân Thạch xem xét lại là rất lạ mặt, lập tức nổi giận quát to, người có cái gì gì oan gia tộc hôm qua mới mở ra tiệc ăn mừng, người liền đến kêu oan không có oan tình cẩn thận chân của ngươi. Giang giật bái kiến hình đường phó trưởng lão. Người tới tự nhiên là Giang Giật, hắn tiến vào Giang ra con em e ngại như hổ hình đường, sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, hắn hướng Giang Vân Thạch sau khi hành lễ trầm giọng nói ra, ta đánh chống tự nhiên là có oan, ta muốn cáo Giang như hổ Giang báo Giang tùng ba người, bọn hắn vô cớ ẩu đả thị nữ của ta Giang Tiểu Nô, dẫn đến nàng trọng thương hiểm chết, ta thỉnh cầu hình đường trọng phạt ba người bọn họ. Nghe được Giang Giật hành lễ lúc hô phó trưởng lão, trong hình đường bốn tên hộ vệ sắc mặt rất là khó chịu, có chút đáng thương nhìn xem Giang Giật, Giang Vân Thạch đích thật là phó trưởng lão, nhưng người nào đến hình đường không phải trực tiếp hô trưởng lão cái này con em như thế không hiểu chuyện, còn cáo chính là đại tổng quản nhi tử đây không phải ông cụ thắt cổ, sống được không kiên nhẫn sao. Quả nhiên Giang giật lời còn chưa nói hết, Giang Vân Thạch sắc mặt trở nên âm trầm, vỗ trước mặt bàn giận dữ nói, điểm ấy ra gà tỏi lông việc nhỏ đã đáng giá ngươi đánh chống kêu oan Giang như hổ ba người bọn họ có phải hay không đầu óc có vấn đề giống như không có vấn đề làm sao lại vô cớ ẩu đả thị nữ của ngươi ngươi không chiêu chọc bọn hắn, bọn hắn hội trêu chọc ngươi lập tức cho lão phu cút về hào hào tu luyện, còn dám hung hăng càn quấy, bản tòa hết thảy trọng phạt, quyết không khoan thứ, hừ. Quả là thế, Giang giật cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời, vừa chắp tay đi ra phía ngoài. Cái này Giang Vân Thạch là gia chủ Giang Vân Sơn thân đệ đệ, mà đại tổng quản Giang Vân Xà là Giang Vân Thạch đường huynh, bọn hắn nhất mạch kia độc chiếm Giang gia đại quyền, có người muốn cáo Giang Vân Xà nhi tử, Giang Vân Thạch tự nhiên che chở. Giang giật vốn cũng không nghĩ tới dựa vào hình đường, hắn chỉ là muốn để hình đường biết rõ, hắn cũng không phải là ở không đi gây sự, cũng không phải là không có việc gì. Bão nổi, rời đi hình đường về sau, hắn trực tiếp đã tới Giang gia hậu viện, tại một tòa khí phái trạch viện bên ngoài, hét lớn, Giang như hổ, có người tìm ngươi. Trạch viện đại môn rất nhanh được mở ra, một cái lão nô nghi ngờ nhìn qua Giang giật nói ra, ngươi là ai hổ thiếu ra đi diễn võ điện, ngươi đi diễn võ điện tìm hắn đi. Giang giật nhẹ gật đầu, chỉ có thể quay lại trong gia tộc viện. Nửa nén hương về sau, hắn tìm tới gia tộc tử đệ luyện công chỗ Diễn Võ Điện, còn không có tới gần Diễn Võ Điện liền nghe đến bên trong một trận uống quát luyện công âm thanh, hiển nhiên rất nhiều con em ở bên trong luyện tập võ kỹ. Diễn Võ Điện, có 7, 8 năm chưa đến đây a. À. Nhìn qua khí phách rộng lớn Diễn Võ Điện, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nhanh chân hướng đại điện đi đến, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, ánh mắt như điện hướng bên trong quét tới. Diễn Võ Điện bên trong rất lớn bên trong có bốn năm mươi tên giang gia con em ngay tại diễn luyện võ kỹ giang giật đột nhiên đi vào gây nên một đám người ghé mắt mà thấy rõ ràng giang giật khuôn mặt về sau hơn hai mươi người đôi mắt lập tức sáng lên liếc nhìn nhau nhao nhao đều trở nên hưng phấn giang giật rốt cục xuất hiện như ưng nhanh đi gọi ta ca tại trong một góc uể oải ngồi giang như hổ tinh thần chấn động hắn hạ giọng nhanh chóng cùng bên cạnh giang như ưng nói một câu để hắn từ cửa hông đi chính mình dẫn một đám người hướng giang giật đi đến thật xa tổ cười lạnh nói, Giang giật, người tới đây làm gì nơi này cũng là người có thể tới. Giang giật ánh mắt tại bốn phía quét qua, xác định không có gia tộc cường giả ở bên trong sau hắn nở nụ cười, đảo mắt một vòng, ánh mắt khóa chặt Giang như hổ nhẹ giọng nói ra, chỗ này xác thực không phải ta có thể tới, nếu không phải là các người tại cái này, ta còn thực sự không muốn tới. Nói xong, hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến, đem đại môn trùng điệp đóng lại, lúc này mới ánh mắt như dao tại tất cả mọi người trước mặt đảo qua, quát khẽ tất cả mọi người nghe cho ta, hôm nay ta chỉ cần giang như hổ giang báo giang tùng ba người sáu đầu chân, những người còn lại cho ta đứng qua một bên, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Xoạt, toàn bộ diễn võ điện một mảnh xôn xao, rất nhiều giang gia con em coi là nghe lầm, giờ phút này đại điện bên trong chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng con em ít nhất có hơn 10 người, cái này giang giật càng như thế cuồng mà lại cái này diễn võ điện thế nhưng là giang gia trọng địa, Giang giật dám tại cái này khai chiến, hắn đây là tỏ rõ ý đồ muốn khiêu chiến hình đường uy áp sao. chương 34, giá áo túi cơm, Giang ra con em rất nhiều, trực hệ có hơn 20 cái, chi thứ kia liền càng nhiều, cùng loại Giang như hổ cái này chi thứ con em khoảng chừng trên trăm cái, bất quá chân chính ưu tú thiên tài con em, chắc chắn sẽ không ra diễn võ điện. Gần nhất linh thú Sơn cùng Trấn Tây Quân chiêu sinh sắp đến, Giang Vân Sơn tự mình hạ lệnh để miễn cưỡng lên được mặt bàn con em toàn bộ bế quan, hoặc là tu luyện nguyên lực, hoặc là tôi luyện võ kỹ, giờ khắc này ở diễn võ điện bên trong con em rõ ràng đều thiên tư không cao, trong thời gian ngắn cảnh giới không đột phá nổi, chỉ có thể tôi luyện võ kỹ. Cứ việc diễn võ điện bên trong con em thiên tư cũng không tính là đỉnh cấp, nhưng thân phận địa vị bất luận một vị nào đều so giang giật cao. Nhất là hai tên dáng dấp cùng Giang Hận Thủy có chút giống, đồng dạng khôi ngô vô cùng con em, hai người này một người trong đó là Giang Hận Thủy thân đệ đệ Giang Cố Thủy, một người khác thì là hình đường phó trưởng lão Giang Vân Thạch nhi tử Giang Như Lang. Giang giật sau khi đi vào như thế ngông cuồng lời nói rõ ràng chọc giận tới hai người, bất quá giang giật điểm danh tìm giang như hổ phiền phức, hai người bụng giả cực sâu, cũng không tốt giọng khách hát giọng chủ đều lạnh lùng hừ một cái không nói gì, ánh mắt nhìn về phía giang như hổ, chờ lấy xem kịch vui. Hai người tính tình rất ổn trọng, đứng tại cửa ra vào không xa một tên chú đỉnh cảnh tam trọng chi thứ con em tính khí cũng rất là thịnh vượng, không đợi giang như hổ mở miệng, đưa tay chỉ giang giật cái mũi mắng, người thì tính là cái gì lăn ra ngoài. Hưu. Giang giật nguyên lực biên cuồng vận chuyển, thân thể lóe lên đã đến trước mặt người này, như thiểm điện đưa tay một bàn tay, tại đối phương còn không có phản ứng trước đó quét vào trên mặt hắn, người kia lập tức bay rất ra ngoài mấy trường, trùng điệp nện ở mặt đất. Bốn mã chi lực, chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giang cố thủy cùng Giang như lang hơi kinh hãi, đối với Giang giật hai người nhìn không quen mặt, nhưng khi còn bé Giang giật mộ tính kinh người, liền Giang hận thủy đều so không bằng, làm người cùng thế hệ trung quy là có chút ấn tượng hai người nhớ rõ ràng giang giật đan điền bị phong ấn giống như năm ngoái vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng làm sao một ít thực lực tăng vỏ đến nhanh như vậy giang như hổ đám người kia cũng toàn bộ mộng hơn hai tháng trước tại tây sơn giang giật mới là chú đỉnh cảnh nhị trọng a ngắn như vậy thời gian hắn chẳng lẽ nuốt thiên giai đan dược nghĩ đến hơn hai tháng trước giang giật bằng vào chú đỉnh cảnh nhị trọng đều có thể đem hắn đánh không thành nhân dạng giang như hổ vô ý thức lui về phía sau hai bước Ta nói qua chỉ cần giang như hổ giang báo giang tùng chân, những người khác không muốn bị ngộ thương, xin tránh ra. Giang giật không mang theo một tia tâm tình chập trần thanh âm vang lên, để rất nhiều giang gia con em tự động lui lại mấy bước. Giang giật dám ở diễn võ điện động thủ, rất rõ ràng đã không thèm đếm xỉa, cùng một người điên đấu không đáng giá. Hưu, giang tùng xem xét tình huống không đúng, quay đầu liền hướng cửa bên chạy, còn không chạy vậy thì chờ lấy chân gãy. Giang cố thủy cùng giang như lang không ra mặt, Giang như hổ chút thực lực ấy hắn cũng không dám trông cậy vào, chỉ cần đi ra ngoài một hô, Giang giật đã xuất thủ đả thương người khẳng định sẽ bị hình đường trị tội. Hưu, nhưng mà, một thân ảnh nhanh hơn hắn, Giang Tùng cảm giác được phía sau một cỗ lăng lệ sát cơ đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cái chân từ giữa không chung cuồng áp mà xuống, trong lúc bối rối hắn chỉ có thể quát to một tiếng tam công tử, lang ca, hổ ca, cứu ta. Đồng thời vận chuyển suốt bi thủ ý đầu ngăn cản thoáng cái. Giang giác, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, giang giật cái này một chân toàn lực đánh xuống, không có nửa điểm nề mặt, nhẹ nhõm đem chú đỉnh cảnh nhị trọng giang tùng hai tay chém đứt, còn nặng nề đem hắn đập bay ra ngoài. Âm, giang giật cước vừa mới rơi xuống đất, thân thể lại đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh nhảy vọt lên trời, chân sau trùng điệp nâng lên đối giang tùng một cái chân trùng điệp đánh xuống. Giang giật, người điên rồi sao? Giang giật dừng tay, làm ra tộc tam công tử, giang cố thủy không thể không lên tiếng, nếu không giam tùng một cái chân sẽ tươi sống bổ đến xương vỡ vụn, rất có thể biến thành tàn phế. Giang như lang lão tử liền là hình đường phó trưởng lão, trước kia hắn thường xuyên dùng hình đường áp gia tộc tử đệ, hiện nay trước mặt của nhiều người như vậy cũng không tốt trầm mặc. Giang giác, a à, trả lời hai người chính là một đạo thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, còn có giang tùng thảm tuyệt luân cũng chính là thét lên. Giang giật tựa hồ không có nghe được hai người tiếng quát, nên đứt giang tùng một cái chân về sau, Đùi thật cao nâng lên đối giang tùng mặt khác một cái chân hung hăng đập mạnh mấy cước, đem hắn mặt khác một cái chân phế bỏ, mới mặt không thay đổi quay đầu lại nhìn qua giang cố thủy nói ra, giang ra có một đầu ẩn tàng tộc quy, gọi họa không bằng người nhà đúng không giang như hổ bọn hắn cùng ta có thù, muốn đánh muốn giết ta nhận. Nhưng vì sao muốn khi dễ ta vậy không có nửa điểm vũ lực tiểu thị nữ hôm nay đừng nói các ngươi, coi như thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn phế đi ba người này. Hiu, nói xong. Giang giật ánh mắt đột nhiên quét về phía Giang báo, thân thể cũng như thiểm điện hướng Giang báo phóng đi, trên thân sát khí tràn trề, hai chân cùng áo bảo phía trên đều có Giang tùng tiên huyết, nhìn như một tôn sát thần kinh khủng. Giang giật, còn dám đả thương người, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Đúng đấy, Giang giật, dám động thủ nữa, đừng trách chúng ta xuất thủ. Giang cố thủy cùng Giang như lang quát lớn, Giang như hổ thân thể lại là nhanh chóng hướng phía sau hai người phóng đi, Giang như ưng đã đi mời hắn ca ca Giang như long. Chỉ cần Giang Như Long vừa đến, Giang Giật chỉ có một con đường chết. Giang Giật hôm nay việc ác từng đống, coi như lỡ tay giết hắn cũng không phải tội lớn, nhiều lắm là trách phạt một phen. Âm, um, Giang Giật coi thường Giang cố thủy hai người uy hiếp nhanh chóng đuổi kịp Giang Báo, cũng không sử dụng võ kỹ đan quyền đột nhiên đập tới. Đối với Giang Báo loại này chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, hắn muốn tiêu diệt quá dễ dàng. Oanh, Giang Báo chạy đi mấy bước, phía sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trước đánh tới, hắn không lo được đau đớn trong thân thể, hoảng sợ kêu to lên, tam công tử, lang ca, các người còn không xuất thủ sao lại không ra tay ta muốn bị đánh chết. Giang cố thủy hai người vẫn là không nhúc nhích, giang báo bực này tiểu nhân vật đả thương tựu đả thương, tính không được cái gì. Ngược lại dạng này có thể gia tăng giang giật tội ác, bọn hắn xuất thủ thì càng danh chính ngôn thuật, bất quá hai người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Giang giác, tại giang báo hai cái đùi bị giang giật sống sờ sờ đạp gãy, ánh mắt của hắn khóa chặt Giang như hổ về sau, Giang cố thủy hai người rốt cuộc nhịn không được, trên thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, khí thế dâng lên, Giang cố thủy quát lớn, Giang giật, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, dừng tay, chờ hình đường xử lý, nếu không đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Hai người đều là chú đỉnh cảnh ngũ trọng, theo bọn hắn nghĩ, Giang giật mặc dù thực lực tiến bộ đến quỷ dị nhưng còn chưa đủ vi lự. Hai người ngay từ đầu không có xuất thủ, chỉ là không muốn quấy nhập Giang như hổ phá sự bên trong, nhưng giờ phút này có thể nào trơ mắt nhìn xem Giang Như Hổ bị đánh gãy hai chân. Giang Như Hổ hôm nay ta nhất định phải phế, ai dám ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Giang giật mặt không thay đổi từng bước một hướng mọi người đi đến, trong mắt đều là lạnh ý, giờ phút này hắn nửa người dưới trường bào màu đen bị tung tóe đầy tiên huyết, một cái tay cũng bị nhuộm đỏ, tăng thêm trên người hắn lang liệt sát cơ, có một phen đặc biệt khiếp người chi thế. Hừ, Giang giật trước mặt mọi người hành hung, chúng ta thuyết phục về sau vẫn như cũ khư khư cố chấp, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng tiến lên cầm xuống giang giật. Giang cố thủy quát lạnh vài tiếng, vung tay lên trước tiên hướng giang giật phóng đi. Gia tộc tam thiếu gia đều động thủ, những người còn lại tự nhiên không dám tiếp tục ngồi yên không lý đến. Giang giật mặc dù nhìn có chút kinh khủng, nhưng hắn một người có thể là ở đây mấy chục người đối thủ. Bên trên, đem cái này phát rồ người điên chân cắt ngang, đưa đi hình đường, chờ phụ thân ta xử lý. Giang như lang cũng quát lạnh một tiếng, theo một bên khác hướng giang giật phóng đi. Tốt, Giang như hổ muốn chính là cái này hiệu quả, nhiều người như vậy Giang giật coi như lại nghịch thiên cũng xong quyền nan địch tứ thủ, lui một vạn bước nói, có nhiều người như vậy kéo dài thời gian, đầy đủ đợi đến Giang như long đến. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, các ngươi đừng ép ta. Cút, Giang giật trong mắt hắc quang lóe lên, lần thứ nhất vận dụng hắc sắc nguyên lực, hắn quát lạnh một tiếng thân thể như một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, xong quyền huyễn hóa thành lục đạo tàn ảnh, đem phía trước nhất Giang cố thủy bao phủ đi vào. Hư, huyễn ảnh quyền, ta cũng biết, Giang Cố Thủy u u cười một tiếng, đồng dạng hóa thành lục đạo quyền ảnh, đối Giang giật lục đạo quyền ảnh va chạm mà đi. Hắn thấy hai người chênh lệch một cảnh giới, trọn vẹn lực lượng của một con ngựa, Giang giật nếu là dám cùng hắn cứng đối cứng kia là muốn chết. Mà hắn tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng so Giang giật nhanh hơn, coi như tùy ý chơi như thế nào, Giang giật cũng không là đối thủ. Suy suy, nhưng mà để Giang Cố Thủy chấn kinh ngạc chính là, Giang giật xong quyền ở nửa đường tự biến chiêu, huyễn ảnh quyền biến thành suất bi thủ, chờ hắn muốn cùng biến chiêu thời điểm, giang giật lần nữa biến chiêu, hai tay như hai cái dòng biển giò xét tới, hai cái đùi bất trí bất giác như xà tiên quét tới, tốc độ nhanh chóng, phối hợp sự hoàn mỹ, để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Âm, um, cứ việc tranh lệch một cái cấp bậc, nhưng giang cố thủy vẫn là vừa đối mặt tựa bị giang giật đá bay ra ngoài, cũng may giang giật tựa hồ không hề sử dụng toàn lực, bằng không hắn hai cái đùi sợ là muốn bị đả thương. So võ ký các người đám này giá áo túi cơm, lúc nào hơn được ta? Giang giật đùa có tiếng cười truyền đến, thân thể như một trận gió trong đám người xuyên qua, phàm là cùng hắn đụng chạm con em nhẹ nhõm bị quét bay ra ngoài. Giang cố thủy nhìn thấy từng người bay ra, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, cái này bị phong ấn phế vật lúc nào hung hãn như vậy. Giang giật đều không cần hát sắc nguyên lực ra chỉ lực lượng, chỉ là bằng vào kinh khủng thị lực cùng đại thành võ kỹ liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng tất cả mọi người ở đây, chú đỉnh cảnh ngũ trọng hắn thấy cái giấm cũng không bằng. Phanh, phanh, ầm, một đạo đạo nhân ảnh bay tứ tung ra, toàn bộ nằm trên mặt đất ôi réo lên không ngừng, trong mắt nhưng đều là kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên không phải toàn bộ bị trọng thương, mà là giả bộ thụ thương không dám tiếp tục lên. Bọn hắn rất nhiều người căn bản không thấy rõ ràng giang giật chiêu thức, tự bị đánh bay ra ngoài, còn dám xông đi lên chỉ có tự tìm khổ ăn. a à, chú đỉnh cảnh ngũ trọng giang như lang rất nhanh cũng bị đánh bay ra, bị giang giật quét hắn một bàn tay, trắng nõn trên mặt một cái trưởng ấn vô cùng rõ ràng, đau rát. hưu Giang như hổ một mực tại vụng trộm quan sát tình huống, nhìn thấy Giang như lang cũng bị đánh bay sau lại cũng không dám nhìn, thân thể co rụt lại vụng trộm hướng cửa bên chạy đi, Giang như long còn chưa tới, hắn còn không chạy hạ chàng chỉ có cùng trên mặt đất Giang báo Giang tùng đồng dạng. Hừ, còn muốn trốn Giang như hổ, nhận lấy cái chết, Giang giật dư quang một mực khóa chặt Giang như hổ, sao có thể để hắn chạy đi lập tức trên chân bước ra kỳ quỷ bộ pháp. Tốc độ đột nhiên tiêu thăng nhẹ nhõm xuyên qua đám người, một cái thiết quyền hướng Giang như hổ đập tới đây là hắn lần thứ nhất vận dụng cực thần bộ cứ việc rất có thể bị nhận ra nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy giang như hổ nhận lấy cái chết vào thời khắc này cửa bên bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng hử lạnh một đạo khôi ngô như cự nhân cao lớn thân ảnh nhanh chân vọt vào nhìn thấy giang giật nắm đấm đã gần sát giang như hổ phía sau lưng lập tức giận giữ nói tiểu tạp toái dám đả thương đệ đệ ta ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ giang như long giang giật đôi mắt lạnh lẽo thiết quyền trong nháy mắt thu hồi lại lập tức biến chiêu hóa thành triền ti thủ bắt lấy Giang như hổ tóc, hướng về sau đột nhiên kéo một cái chân sau trùng điệp quét qua, Giang như hổ thân thể mập mạp ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, Giang giật ngay trước Giang như long trước mặt, một cước như thiểm điện trùng điệp dẫm lên tại lồng ngực của hắn, lúc này mới cười lạnh nhìn qua Giang như long nói, ta không chỉ có muốn đả thương hắn, còn muốn phế hắn. Người muốn giết ta người xác định có năng lực như thế. Giang giác, nói còn không có rơi xuống, Giang giật chân lại cao cao nâng lên, đối Giang như hổ một cái chân hung hăng đạp xuống. chương 35, muốn chết, Giang như long thân cao khoảng chừng 7 thước, dòng dã cao Giang giật Giang giật hai cái đầu, thân thể cũng khôi ngô như một đầu bạo hùng, hắn cùng Giang như hổ không giống, toàn thân đều là từng cục cơ bắp, đầu vuông tai to, chỉ xem bề ngoài liền biết là một tên mãnh hán. a à, ta giết người cái này con hoang, hắn nhìn thấy Giang giật ở ngay trước mặt hắn đoạn mất Giang như hổ chân, lập tức trợn mắt muốn nứt, toàn thân sát khí như hồng, hai chân chừng một cái cả người như một đầu như châu điên mạnh mẽ đâm tới mà tới hừ giang giật đã sớm kết luận giang như long sẽ đến hắn biết rõ giống như không phải giang như long đi theo giang hận thủy trở lại giang ra giang như hổ cũng không có lá gan động giang tiểu nô chính là bởi vì giang như long trở về giang như hổ vội vã muốn tìm hắn báo thù lúc này mới ẩu đả giang tiểu nô vừa rồi giang như ưng vụng trộm trượt hắn nhìn ở trong mắt hắn cái cuối cùng động giang như hổ chính là vì các loại người này đến ở ngay trước mặt hắn đoạn giang như hổ chân cũng thế vì chọc giận hắn sở dĩ giờ phút này giang như long như một đầu như châu điên vào tới trên mặt hắn thần sắc không có nửa điểm biến ảo mà là nhanh chóng khom người nhấc lên giang như hổ mặt khác một cái chân xem như vũ khí ở giữa không trung vung lên đối giang như long hung hăng đập tới một chiêu này hắn tại trên tây sơn dùng qua biết rõ uy lực to lớn có thể làm cho đối phương trở tay không kịp giang như long chú đỉnh cảnh thất trọng thực lực quá cường đại cứ việc tại võ điện trong phòng luyện công hắn cùng chú đỉnh cảnh bát trọng lãnh thiên thiên đều đối chiến qua, nhưng chân thực đối chiến nội tâm của hắn vẫn là không chắc, chỉ có thể cẩn thận một chút. Một chiêu này quả nhiên dữ dội, chỉ ít giang như long mộng, hắn chỉ có một thân bản sự lại không địa phương sử dụng, giang giật xoay bao tải xoay xuống lấy đệ đệ của hắn hướng hắn đập tới, hắn có thể làm sao chỉ có thể không ngừng lui lại, không ngừng nổi giận đại hống tiểu giã trùng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tiểu giã trùng, người có gan buông ta xuống đệ đệ, xem lão tử không xé ngươi. Hô hô, Giang giật khóe miệng đều là đùa cợt, thay phiên Giang như hổ không ngừng hướng Giang như long đập tới, Giang như hổ cả người sợ là có 150-60 cân, nhưng ở trong tay hắn thật cùng một cái bao tải không có khác nhau, vung lên đến thuận tay vô cùng, hổ hổ sinh phong. a à, Giang cố thủy cùng Giang như lang cũng mộc, bọn hắn đánh qua rất nhiều đỡ lại không gặp qua như thế, hai người cũng thấy hãi hùng khiếp vía, vạn nhất Giang giật sợ ý một chút. Giang như hổ đầu nện ở mặt đất bàn đá xanh bên trên, không phải óc đều phải ném ra tới sao a a a Giang như hổ muốn tự tử đều có trong thân thể đau đớn kịch liệt đều để hắn chết lặng đầu của hắn cũng choáng cái này cũng không tính là cái gì nhất làm cho hắn cảm thấy khuất nhục chính là hắn một người sống sờ sờ bị người như thế vung lấy vẫn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt lại bị xoay hai lần hắn về sau xem như triệt để tại giang ra không ngóc đầu lên được ai nha giang giật nắm lấy giang như hổ tay đột nhiên buông lỏng tựa hồ xoay quá mạnh mẽ lúc không có bắt lấy, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì Giang như hổ thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, đầu thẳng tắp hướng trên vách tường đánh tới, cái này nếu là đụng phải sợ là đầu. Thật muốn cùng như dưa hấu bạo liệt, hỗn trướng, Giang như long dọa sợ, thân thể lúc đầu hướng một bên tránh đi, vội vàng cưỡng ép thay đổi thân thể, như như đạn pháo hướng Giang như hổ vào tới, cuối cùng tại Giang như hổ đụng vào vách tường trước mạnh mẽ bắt lấy hắn thân thể. Nguy hiểm thật, Giang Như Long trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn đến không kịp xoa trong lòng lại đột nhiên run lên, hắn cảm giác được một cỗ lăng liệt sát cơ khóa chặt hắn, ánh mắt của hắn đột nhiên quét qua lại lợi mã co rụt lại, bởi vì một cái nắm đấm đã tại hắn trong đôi mắt bắt đầu vô hạn phóng đại. Tiểu Dã trùng, người thật hèn hạ, Giang Như Long trong nháy mắt tỉnh mộ lại, Giang giật không phải mới vừa không cẩn thận, mà là cố ý, đây hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, hắn giờ phút này ôm Giang Như hổ, bởi vì sông đến quá mạnh tăng thêm Giang như hổ hướng phía trước xung lực để hắn trọng tâm bất ổn, chiến lực giảm bớt đi nhiều, Giang giật đánh lén nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Uống, Giang như long không hổ là Giang gia thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, giống như nguy hiểm trước mắt, hắn một tay bắt lấy Giang như hổ hất lên, sau đó chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy qua mà lên, mặt khác một cái chân hóa thành tàn ảnh hướng Giang giật quét tới. Chú đỉnh cảnh thất trọng quả nhiên cường đại, Giang giật âm thầm cảm khái một tiếng, trên mặt cũng không bối rối, thị lực của hắn cực kỳ khủng bố, Giang Như Long công kích quỹ tích hắn dự toán đến rõ ràng, thân thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi, bất quá nửa thân thể ngửa ra sau nhẹ nhõm tránh thoát Giang Như Long đáng ngang, một đôi tay vận chuyển truyền ti thủ như thiểm điện cuốn lấy Giang Như Long mặt khác một cái chân, đột nhiên dùng sức xoay. Nhân thể cân bằng tính phi thường trọng yếu, một người trọng tâm bất ổn thời điểm hội bản năng bối rối, lại chiến lực mạnh mẽ đều không thể thi triển. Tỷ như giờ phút này Giang Như Long cả người bị Giang giật xoay giữa không trung xoay quanh, đầu hắn tự nhiên cũng bối rối mê muội. Giang giật thân thể nhanh chóng trên mặt đất xoay quanh, dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất đem Giang Như Long xoay đến giữa không trung xoay quanh, chờ đầu hắn không sai biệt lắm vượng vượng hồ hồ thời điểm, lại chuyển bước đột nhiên hướng bên cạnh vách tường đập tới. Ầm, um, lớn như thế lực lượng, kết cục không cần nói cũng biết, Giang Như Long đầu thoáng cái đầu rơi máu chảy, tiên huyết nhuộm đỏ nửa mặt vách tường. A à, a, à, tiểu dã trùng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giang Như Long nổi giận đại hống, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, tiên huyết xuyên vào ánh mắt của hắn để cả người hắn đều lâm vào trong điên cuồng. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, không ngừng nổi giận đại hống, mặt khác một cái chân lung tung đá lung tung, ý đồ đánh chúng Giang giật, thoát khỏi khống chế của hắn. Tự ngươi thực lực này, còn muốn giết ta ta còn không có nghiêm túc đánh đâu. Giang giật khủng bố như thế thị lực, Giang Như Hổ có thể đá chúng hắn mà lại hắn tùy thời có thể dùng khống chế Giang Như Long thân thể để hắn mất đi trọng tâm, Giang Như Long làm sao có thể thoát khỏi khống chế của hắn hắn u u thở dài. Đối với Giang Như Long chiến lực có chút thất vọng, hắn đều vô dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc lực lược, chỉ là bằng vào nho nhỏ mưu kế tự nhẹ nhõm chiến thắng hắn, đều không có để hắn chiến thống khoái. Như là đã đập phá Giang Như Long đầu, Giang giật cũng không cố kỵ gì, dứt khoát tiếp tục vung lấy Giang Như Long tại diễn võ điện bên trong cuồng vũ, bất quá lần này hắn khống chế một chút lực đạo, không dám đem hắn tươi sống đập chết, bằng không hắn cũng sợ chỉ có một con đường chết. Giang cố thủy bọn người xem hai mặt nhìn nhau, bất quá ngược lại là thật sớm sắp xếp người đi gọi người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này bị phong ấn phế vật, cái này bọn hắn một mực gõ đều khinh thường nhìn một chút phế vật càng trở nên sinh mãnh như vậy, không chỉ có một người lực áp mấy chục người, còn nhẹ tùng chiến thắng gia tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ nhị Giang như Long. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, lớn như vậy diễn võ điện mấy chục người, ngoại trừ Giang Tùng Giang báo Giang như hổ còn tại kêu thảm không ngừng bên ngoài, chỉ có giang như long nổi giận đại hống không ngừng vang lên kia như sấm thanh âm chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ làm đau cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác là như vậy trào phúng hưu giang giật thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ một trận hai tay buông lỏng giang như long thân thể như như đạn pháo hướng lên trên uổng phí bay đi đồng thời giang giật hai chân đạp một cái thân thể nhanh chóng đuổi theo hai tay bắt làm rơi xuống đất giang như long đột nhiên hạ thấp xuống chân sau đầu gối lại trùng điệp hướng hắn thân eo đỉnh đi giang giác tất cả mọi người không đành lòng mở ra cái khác con mắt nghe bên tai truyền đến thanh thúy tiếng xương gãy bọn hắn chấn động trong lòng quay đầu nhìn xem giang giật ánh mắt đều tràn đầy e ngại cái này bình thường điệu thấp đàng hoàng phế vật con em càng như thế hung ác thủ đoạn như thế hung tàn giống như giang như long giang như hổ bọn hắn không phải gia tộc tử đệ sợ là muốn bị hắn sống sờ sờ giết chết a à. người ở chỗ này mỗi người đều khi dễ qua người đều đánh qua gia tộc cấp thấp con em bọn hắn đánh người thời điểm cũng rất hung tàn nhưng giờ phút này lại đều bị giang giật thủ đoạn hù dọa, trong đầu hiển hiện duy nhất suy nghĩ chính là, về sau ngàn vạn không thể chiêu chọc người này. Xa xa xa, bên ngoài ra một trận tiếng bước chân nặng nề, đem mọi người suy nghĩ kéo lại, giang cố thủy bọn người rất nhanh tỉnh ngộ lại. Về sau cái gì về sau? Cái này giang giật còn có thể có về sau sao sợ là hôm nay qua đi giang giật liền sẽ biến thành triệt để phế vật ai như thế phát dồ thủ đoạn, hình đường coi như không giết hắn cũng sẽ phế đi hắn tu vi, để hắn cả một đời vĩnh viễn biến thành phế nhân. Dừng tay, một đạo như như tiếng sấm thanh âm vang lên, hơn 10 người núi đuôi nhau mà vào, một tên mặc màu đen cẩm bào trung niên nhân mắt hổ ung um tùm trước tiên đi đến, trên thân cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ điện, ánh mắt của hắn như điện một chút khóa chặt giang giật, chợt quát một tiếng hai tay nguyên lực vần quanh, rất rõ ràng. Giang giật lại không dừng tay hắn liền muốn xuất thủ, giang giật tham kiến võ đường trưởng lão. Giang giật không có như vậy ngu xuẩn, vốn định hướng Giang như long một cước đạp xuống chân lập tức thu hồi lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn qua cẩm bào mọi người chắp tay hành lễ nói. Những người còn lại cũng tỉnh ngộ lại, đi theo không người hành lễ nói tham kiến võ đường trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Trung niên nhân trong tay nguyên lực ẩn vào thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ giận giữ bốn phía quét qua, quát khẽ nói, còn đứng ngây đó làm gì còn không đem người bị thương mang đến chữa thương còn lại tất cả mọi người mang đến hình đường, các người đám này tinh trùng lên não vô pháp vô thiên. Hồi trưởng lão, ta biết chuyện gì đây? Giang giật trên mặt không có nửa điểm bối rối, đối mặt gia tộc võ đường trưởng lão, giang gia chiến lược xếp hạng đệ tam cường giả vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọt. Hắn trầm giọng chắp tay nói ra, những người này toàn bộ là ta tổn thương, đi hình đường có thể, ta cũng có thể nhận tội. Bất quá ta thỉnh cầu gia tộc sở hữu trưởng lão ở bên cạnh chờ phán xét, nếu không, ta chết cũng không đi hình đường, còn xin trưởng lão tự tay giết giang giật đi. Ừ, võ đường trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, một cái đại thủ nguyên lực vần quanh, nhanh chân hướng giang giật đi đến, âm lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ điện, người xúc sinh này đã thương người còn như thế ngông cuồng hẳn là ngươi cho rằng bản tọa thật không dám giết người. Giang giật cũng không ngẩng đầu, vẫn như cố chắp tay cúi đầu, lần nữa quát khẽ nói kia mời trưởng lão thành toàn. Giang giật tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng tuyệt không nguyện đi hình đường. Chết oan, chương 36, trực tiếp xử tử, âm. Giang giật lời vừa mới nói xong, võ đường trưởng lão đại thủ tựu gào thét mà đi, trùng điệp đập vào hắn vai trái. Giang giật bả vai trái trong nháy mắt áo bảo bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe, cả người trùng điệp đâm vào trên vách tường, bắn ngược trở về tại mặt đất lăn lộn vài vòng mới dãy dụa đứng lên. Võ đường làm Giang gia nhất cường đại đường khẩu, phụ trách là đối bên ngoài khai chiến cùng thủ hộ Giang gia, Phó đường trưởng lão Giang Vân mãnh năm nay còn không có đủ 50 tuổi, nhưng chiến lược gần như chỉ ở đại trưởng lão cùng gia chủ phía dưới, không nói tại Giang ra coi như tại thiên võ thành đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hắn uy nghiêm há có thể để Giang giật một cái nho nhỏ con em khiêu khích. Bất quá Giang giật không sợ chết dáng vẻ ngược lại là có phần bị hắn thích, nếu không giờ phút này Giang giật không nói một trường bị chụp chết, ít nhất cũng là vai trái xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là từng bước một hướng phía trước đi đến, khi thế cuồng bạo mà ra, muốn giấy dụa đứng lên Giang giật bao phủ đi vào, ánh mắt âm hàn quát khẽ nói, chết oan người có thể có bao nhiêu oan ta tận mắt thấy ngươi làm chúng hành hung, ngươi còn dám kêu gào ngươi cũng có tư cách cùng ta bàn điều kiện người tới, đem người này mang đến hình đường, chờ đợi hình đường xử lý. Chờ một chút, Giang giật trầm hống một tiếng, hắn chật vật đứng lên, mặc dù hắn Giang Vân Sơn như sơn nhạc khí thế áp bách phía dưới, hắn thân thể đều đang không ngừng run rẩy, vết thương tức thì bị áp tiên huyết báo táp nhưng hắn vẫn đứng lên, khóe miệng của hắn đều là tàn ý, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Vân Mãnh, cười lạnh nói, "Võ Đường trưởng lão, nghe đồn ngươi cương trực công chính, uy mãnh như hổ, xem ra là ta giang giật. Xem lầm người, thôi, đã không muốn giết ta, vậy ta tự sát tốt, dù sao đi hình đường cũng là đường chết một đầu. Nói, giang giật một cái tay nguyên lực vần quanh, đối với mình đầu hung hăng vỗ xuống, giờ khắc này sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm giang vân mãnh trong con người đều là vẻ đùa cợt. a à, giang cố thủy bọn người toàn bộ tâm thần căng cứng, chờ mắt nhìn xem giang giật tự sát tâm thần khuấy động không thôi người này quả nhiên là tên điên không chỉ có chọc giận võ đường trưởng lão muốn chết giờ phút này càng có can đảm tự sát bọn hắn thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được giang giật một trường kia lấy hết toàn lực mà lại có thể nửa điểm làm ra vẻ là thật muốn tự sát a Hừ, giang vân mãnh sắc mặt thay đổi cũng không phải là bởi vì giang giật tự sát mà là trong mắt của hắn vẻ đùa cợt cùng trong lời nói xem thường hắn một tay như thiểm điện nhô ra một phát bắt được giang giật sắc mặt cũng biến thành giận dữ không thôi tiến đến giang giật trước mặt hạ giọng nói ra tốt tiểu tử ngươi có gan ngươi đi hình đường đi ta giúp ngươi đi mời sở hữu trưởng lão bất quá tiểu tử ngươi yên tâm coi như sở hữu trưởng lão tới hôm nay ngươi vẫn như cũng khó thoát khỏi cái chết đa tạ trưởng lão giang giật cười cười đến rất là rực rỡ nội tâm cũng thở dài một hơi vừa rồi nếu là giang vân mãnh muộn xuất thủ một bước hắn tự thật muốn hồn về tây thiên hắn lấy chính mình mệnh cược một ván kết quả là Hắn cược thắng, toàn bộ mang đến hình đường, đi mời gia tộc sở hữu trưởng lão cùng gia chủ, liền nói ta để bọn hắn đi hình đường. Giang Vân mãnh phất tay áo nhanh chân đi ra phía ngoài, sắc mặt âm trầm vô cùng, hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ bức hiếp hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, đời này chưa hề như thế biệt khuất qua. Toàn bộ Giang gia rất nhanh đã bị kinh động, có một cái gan to bằng trời gia tộc tử đệ cũng dám tại diễn võ điện bên trong công nhiên đả thương người tổn thương vẫn là đại tổng quản Giang Vân xà nhi tử trọng yếu nhất chính là lại đem gia tộc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng đệ nhị giang vân mãnh tích cốt cũng cắt ngang, đầu cũng bị đập bể. Một người tay chân xương cốt xương sườn bị đánh gãy đây không tính là là chuyện gì, chỉ cần có cao cấp thuốc chữa thương 10 ngày nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng tích cốt cùng xương sọ kia là nhân thể trọng yếu nhất xương cốt, cũng khó khăn nhất phục hồi như cũ, một cái không tốt rất có thể biến thành đồ đần hoặc là nửa người dưới tê liệt. Linh thú sơn chiêu sinh chỉ có không đến một tháng thời gian, Giang Vân mãnh chiến lực như vậy coi như vào không được linh thú Sơn học viện, cũng tuyệt đối có thể gia nhập trấn Tây quân, Giang giật đây coi như là triệt để đoạn Giang như long tiền đồ, cũng làm cho Giang gia thiếu một cái hy vọng. Mặc dù không biết cụ thể là gia tộc kia con em như thế cả gan làm loạn, phát rồ, nhưng rất nhiều tộc nhân đều nhanh chóng hướng hình đường dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút cái kia con em sinh mãnh như vậy dám khiêu khích Giang Vân xà nổi giận cùng hình đường uy nghiêm. Hình đường bên ngoài sớm rộng đầy gia tộc tử đệ, Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang Giang giật bị mang vào hình đường, còn lại con em chờ ở bên ngoài gọi đến. Hình đường phía trên Giang Vân Thạch tấm kia diêm vương mặt âm trầm đáng sợ, nương theo lấy gia tộc một cái cái trưởng lão đến, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm Giang giật ánh mắt cũng sát ý doanh vậy mà. Cái này tiểu tạp vai mới vừa từ hình đường đi ra ngoài liền lập tức động thủ đả thương người, cái này còn không sao, trọng yếu nhất chính là người này đến hình đường trước đó lại để Giang Vân mãnh đi mời đến Giang gia sở hữu trưởng lão cùng gia chủ, nói rõ nói sợ đến hình đường chết oan. Hắn tiếp nhận hình đường phó trưởng lão mấy năm còn chưa bao giờ gặp được như thế ngông cuồng không sợ chết giang ra gia con em, chứ nói chi là vẫn là một cái tại đất vị nhưng so sánh giang ra gia hạ nhân chi thứ con em. Hắn âm thầm nói với mình muốn vững vàng, hôm nay việc này nhất định muốn làm được xinh đẹp, không chỉ có muốn giết giang giật duy trì hình đường uy nghiêm, duy trì hắn uy nghiêm, còn muốn công chính nghiêm minh làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Giang ra gia có 10 cái trưởng lão, Giang Vân Hải mất tích, Liễu trưởng lão chết rồi, sở dĩ chỉ còn lại 8 cái. Chỉ là thời gian một nén nhang, liền đến 7 cái, 7 người này sau khi đi vào có mặt mũi tràn đầy nổi giận, có chút đầy mắt trêu tức, có thì là tò mò nhìn giang giật khóe miệng đều là sâu xa khó hiểu ý cười. Hưu, một đạo cao lớn thân ảnh từ đằng xa tiêu xạ mà đến, còn không có tới gần kia sát khí tựu bao phủ hình đường bên này, phía ngoài giang gia tộc nhân xem xét toàn bộ hoảng sợ để tại một bên, nhìn qua trong hình đường giang giật suy nhược thân thể cũng giống như nhìn xem một người chết. Ừ, Giang giật cảm giác được một cỗ sát cơ khóa chặt chính mình, nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức lạnh xuống, một cái tên ở trong lòng hiển hiện, Giang Vân Xà. Giang Vân Xà không phải gia tộc trưởng lão, nhưng hắn quyền thế so Giang ra mấy vị trưởng lão còn lớn hơn. Hắn là nội vụ đường đại tổng quản, Giang ra tiền tài, rất nhiều sự vụ đều là hắn quản lý, Giang ra sở hữu con em tiền tiêu hàng tháng đều muốn qua hắn tay, tại Giang ra con em trong lòng hắn đáng sợ gần với hình đường phó trưởng lão phía dưới. Hugh, Giang Vân xà bão táp mà đến, thân thể lướt qua mọi người như một cái diều hâu sông vào hình đường, người giữa không chung một cái đại thủ trưởng hóa thành ưng chảo đối Giang giật đầu tự hung hăng vồ xuống. Giang giật hôm nay đem hắn hai đứa con trai đều làm cho bị thương, trọng yếu nhất chính là đem Giang Vân đột nhiên tiền đồ cho hủy, Giang Vân xà trước cao trọng quyền đối mặt gia tộc một tên tiểu tử đệ, sao có thể nhẫn khẩu khí này hôm nay coi như trực tiếp đánh chết Giang giật, cũng không ai dám nói cái gì. Quả nhiên, Giang Vân Thạch Giang Vân mãnh bọn người nhìn thấy Giang Vân xà sông tới liền muốn giết người, toàn bộ biến sắc, nhưng không có người nào mở miệng. Dù sao bị đánh tổn thương thế nhưng là con của hắn, như thế trước mắt mở miệng vậy coi như là triệt để đắc tội Giang Vân xà. Ha ha ha, đối mặt Giang Vân xà một kích chí mạng, Giang giật muốn tránh cũng không được, hắn chút thực lực ấy cũng trốn không thoát, hắn không sợ ngược lại cười dài, hắn lại không lọt vào mắt Giang Vân xà, ngược lại quay đầu nhìn qua một đám trưởng lão cười lạnh nói, võ đường trưởng lão, người nói đến hình đường sẽ không chết đoan cái này hình đường còn không có thẩm đâu có người liền muốn giết ta giang gia tộc quy quả nhiên đều là cướp chó hình đường quả nhiên là cướp chó ta giang giật chết cũng không phục giang vân xà tiêu xạ mà đến đưa tới cuồng phong thổi đến giang giật nhuốm máu áo bảo bay phất phới cũng làm cho hắn tóc đen lăng không cuồng vũ để hắn vai trái vốn đã áp chế vết thương lần nữa tràn ra tiên huyết cái kia gương mặt non nớt bên trên không có nửa điểm sợ hãi ngược lại tất cả đều là đùa cợt tấm kia tràng diện cực kỳ quỷ dị chấn động tâm hồn. Dừng tay, Vân xà dừng tay, Giang Vân mãnh cùng Giang Vân thạch tỉnh mộ lại đồng thời quát lớn, hôm nay như thế Giang gia tộc nhân ở bên ngoài nhìn xem, Giang gia trưởng lão hầu như đều tới. Giống như Giang giật thật sự như thế bị Giang Vân xà giết, thế tất tại Giang gia gây nên cực lớn dung chuyển, cũng sẽ để tộc quy cùng hình đường uy nghiêm xuống đến thấp nhất. Hừ, Giang Vân xà ưng chảo tại Giang giật mặt trước một thước ngừng lại, hắn trong con người đều là vẻ oán độc, tựa như một đầu tiềm phục tại bên cạnh như độc xà để cho người ta không rét mà run. Hắn nhìn chằm chằm Giang giật nhìn mấy lần, lạnh băng băng thanh âm lúc này mới vang lên, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng, tiểu dã trùng, hôm nay coi như ngươi lại trùng hợp như lò so cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang giật hôm nay tựa hồ không thèm đếm xỉa, bình tĩnh nhìn qua Giang Vân xà nói, đại tổng quản, ta là đại trưởng lão Giang Vân hải cháu nuôi, ngươi mắng ta tiểu dã trùng ngươi là có hay không đang biến tướng mắng đại trưởng lão ha ha, khó trách người hai đứa con trai trái một câu tiểu dã trùng, lại một câu tiểu dã trùng, tình cảm là ngươi giáo thật tốt a. À? Ngươi, Giang Vân xà tức giận đến hổ khu run lên, nhưng hắn bị Giang giật bắt lấy đầu để câu chuyện, nhất thời không biết làm sao phản bác, chỉ là trên thân sát khí lần nữa bão táp, kém chút liền muốn xuất thủ lần nữa đánh giết Giang giật. Xa xa xa, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có một mảnh gia tộc tử đệ hành lễ âm thanh, tham kiến gia chủ, tham kiến nhị trưởng lão giang vân xà vội vàng áp chế nội tâm tức giận cùng giang giật hai nhân đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài đi tới một vị áo bào hoa lệ tướng mạo nho nhã khôi ngô trung niên nhân còn có một vị tóc trắng xóa còng lưng cõng lão giả giang giật nhìn thấy lão giả này xuất hiện về sau tâm có chút nhất an gia tộc sở hữu trưởng lão bên trong cùng đại trưởng lão đi được vào chỉ có vị này đức cao vọng trọng nhị trưởng lão chỉ cần cái này nhị trưởng lão xuất hiện hắn tựu rất có thể bảo trụ một mạng giang giật không phải người ngu cũng không muốn chết ngược lại hắn rất thông minh không thông minh tại sao có thể có cao như vậy ngộ tính hắn theo xuân nha ra đi tới về sau từng bước một nhìn như lỗ máng kỳ thật đều tại hắn tính toán bên trong giang tiểu nô bị đánh thành dạng này triệt để chọc giận tới hắn hắn không thèm đếm xỉa hắn quyết định đại náo một trận hung hăng trả thù giang như hổ ba người đồng thời để giang ra tất cả mọi người biết rõ ai dám động đến giang tiểu nô liền muốn tiếp nhận hắn giang giật lửa giật hắn sở dĩ dám ở diễn võ điện bên trong động thủ sở dĩ chờ lấy giang như long xuất hiện sở dĩ dám đem giang như long bị thương nặng như thế thậm chí bao gồm đằng sau võ đường trưởng lão xuất hiện muốn chết hắn cũng là vì đem sự tình làm lớn chuyện kinh động giang ra tất cả mọi người kinh động trước mắt lão giả này chỉ có sự tình làm lớn chuyện chỉ có tất cả mọi người biết chỉ có nhị trưởng lão xuất hiện hắn mới có thể có cơ hội bảo mệnh giang giật tính toán không tệ nhưng mà để hắn mộng chính là Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn đi tới về sau, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Giang giật nhìn lướt qua, lập tức lạnh lùng mở miệng nói, còn thầm cái gì thầm sự tình ta biết hết rồi, như thế phát rồ con em, lưu lại sớm muộn là cái gieo họa, trực tiếp xử tử đi. chương 37, Tâm Lạnh, Giang Vân Sơn, Giang gia thế hệ này gia chủ, thực lực tử phủ cảnh giới bát trọng, tại thiên võ thành bên trong đều là sắp xếp năm vị trí đầu đại nhân vật, hắn hiển nhiên sẽ không đùa giỡn, nhất ngôn cửu đình. Giang Vân xà cùng Giang Vân Thạch trên mặt lộ ra cười lạnh, Giang Vân Sơn nói như thế, ngược lại là bớt đi bọn hắn không ít chuyện, có gia chủ mệnh lệnh, Giang ra ai dám không phục. Ta không phục, một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên, để Giang Vân xà hai người có chút trì hoãn xuống tới sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Giang Vân xà lĩnh giáo qua Giang giật nhanh mồm nhanh miệng, tự nhiên không có khả năng để hắn lại mở miệng, lập tức nổi giận hét lớn, ngậm miệng. Gia chủ ngươi cũng dám chất vấn hình đường hộ vệ ở đâu, lập tức đem người này diệt sát, dùng chính tộc quy. Hưu, trong hình đường một gã hộ vệ, nhìn thấy Giang Vân Thạch nhìn lướt qua trong nháy mắt hiểu ý tứ, đơn trưởng đối Giang giật đầu hung hăng đánh xuống, hoàn toàn không định cho hắn biện bạch cơ hội. Ha ha ha, nguy nan trước mắt, Giang giật không những không giận mà còn cười, ánh mắt khóa chặt Giang Vân Sơn cuồng tiếu không thôi, còn đưa tay chỉ Giang Vân Sơn quát, Giang ra ra gia chủ uy phong thật to. Sự tình còn không có biết rõ ràng, bằng vào lời nói của một bên, một câu liền muốn định người sinh tử giang gia tộc quy cướp chó tộc quy. Bất quá là bài trí mà thôi, giết đi, giết đi. Ta tìm giang gia liệt tổ liệt tông nói rõ lý lẽ giải oan đi. Hưu, hộ vệ bàn tay to mắt thấy là phải vỗ chúng giang giật đầu, một giọng già nua đột nhiên vang lên, chờ một chút. Ánh mắt mọi người theo thanh âm đầu nguồn quét tới, thấy là tóc trắng xóa nhị trưởng lão sau toàn bộ giật mình. Cái này nhị trưởng lão mấy năm không có để ý chuyện A à Giang ra bất cứ chuyện gì chưa từng nhúng tay, cũng không biểu lộ thái độ, hôm nay lại là giang giật mở miệng. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khô thụ ra mặt run rẩy thoáng cái, nhàn nhạt nói ra, đã hắn nói có oan, vì sao không nghe một chút nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem đâu, coi như giết cũng muốn giết đến để đại gia chịu phục đi. Trung thúc người lão mở miệng, vậy liền thầm thầm đi. Giang Vân Sơn hướng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng lên trên mặt chủ vị đi đến, ngồi xuống về sau mới bưng lên một ly trà nhìn lướt qua Giang giật lạnh nhạt nói ra, ta Giang Vân Sơn không có lớn như vậy uy phong, ta có thể trở thành giang gia gia chủ dựa vào cũng không phải thực lực, mà là công bằng công chính, để sở hữu giang gia tộc nhân chịu phục. Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục, Vân Thạch, ngươi thẩm án đi. Vâng, gia chủ, Giang Vân Thạch nhẹ gật đầu, đi đến bàn trước vỗ bàn một cái quát khẽ nói, chú ý nước, như lang đem chuyện hôm nay chi tiết nói tới, dám can đảm bẻ cong giấu giếm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuân mệnh, Giang cố thủy cùng Giang như lang chắp tay sau khi hành lễ, đang chuẩn bị đem chuyện hôm nay tình giải thích một lần, Giang giật lại khoát tay nói, được rồi, các ngươi cũng đừng nói, ta tới nói đi. Hôm nay tại diễn võ điện đích thật là ta trước mặt mọi người xuất thủ đả thương người, cắt ngang Giang tùng Giang báo Giang như hổ hai cái đùi, còn có chém đứt Giang như long thích cốt, phá vỡ đầu hắn. Đồng thời đả thương lúc ấy ở đây gia tộc tử đệ hơn 10 người, những chuyện này hoàn toàn là thật. Âm, um, Giang Vân Thạch lần nữa vỗ bàn, cười lạnh nói, vậy ngươi còn nói người oan giang gia tộc quy đệ tam 18 đầu là cái gì ngươi đã quên sao? Ta chưa, giang gia đệ tam 18 đầu tộc quy, giang gia con em vô cớ tổn thương bản tộc nhân người, hết thầy trọng phạt, tình tiết nghiêm trọng người, giết không tha. Giang giật bình tĩnh trả lời, còn gật đầu nói, theo tộc quy, ta cái này tội ác hoàn toàn chính xác hẳn là xử tử, tội không thể tha. Hoa, trong hình đường bên ngoài một mảnh xôn xao, cái này giang giật có phải hay không đầu óc có vấn đề, mới vừa nói chính mình oan, giờ phút này lại chủ động nhận tội, tội đáng xử tử hắn đầu óc khi còn bé bị lừa đá qua sao. Chư vị đều nghe được a à. Giang Vân Thạch hướng bốn phía ngồi trưởng lão đảo mắt một chút, lúc này mới quát khẽ nói, đã Giang giật đối với hắn tội ác thú nhận bộc trực, vậy ta theo tộc quy làm việc, Giang giật tội không thể tha, giết không tha, lập tức chấp hành. Chờ một chút, Giang giật khoát tay, lần nữa mở miệng nói, ta còn chưa nói xong, hình đường phó trưởng lão ngài đã nói đến theo tộc quy làm việc, như vậy xin nhấn tộc quy trước đem Giang Như Hổ Giang báo Giang Tùng bọn người chém giết. 4. Năm năm qua, Giang Như Hổ bọn người đánh ta 4 lần, mỗi lần ta đều sẽ bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, có 22 lần bị đánh đến thổ huyết, có 8 lần bị đánh đến gãy xương, có 4 lần bị đánh đến ngất đi, kém chút chết. Những sự tình này Tây Viện hạ nhân bọn gia tướng toàn bộ nhìn ở trong mắt, còn có ta kia tiểu thị nữ, giờ phút này còn Giang Như Hổ ba người ẩu đã dẫn đến trọng thương nằm ở trên giường giống như theo Giang gia đệ tam 18 đầu tộc quy, Giang như hổ bọn người chết 10 lần cũng đủ. Còn xin gia tộc đem bọn hắn cùng ta cùng nhau chém giết, nếu không, ta chết cũng không phục. Xoạt, hình đường bên ngoài lại là một mảnh xôn xao, rất nhiều nhân vọng lấy Giang giật ánh mắt cũng đầy là khâm phục, ngay trước Giang gia nhiều như vậy đại nhân vật, phạm phải như thế tội ác không chỉ có không có vẻ kinh hoàng, giờ phút này càng là đầu não thanh tình, bằng vào giam ba câu nhẹ nhõm cho Giang Vân dưới đá một cái lồng một cái dù ai cũng không cách nào giải khai chết bộ. Thiên tinh đại lục võ phong cực thịnh, các gia tộc con em thường có ẩu đả, gia tộc tộc quy hoàn toàn chính xác quy định không thể vô cớ đả thương người, nhưng gia tộc trước kia đối với loại chuyện này thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, không chỉ có không khống chế ngược lại âm thầm dung túng, nhưng cho con đệ bọn họ tương hỗ đấu một trận, cạnh tranh với nhau, từ đó cố gắng tu luyện. Những chuyện này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, phía trên ngồi giang gia trưởng lão thậm chí bao gồm giang vân sơn đều nhất thanh nhị sở, vấn đề đây là các gia tộc quy tắc ngầm ai cũng sẽ không để đến bên ngoài nói hôm nay ngược lại là bị giang giật bắt lấy điểm này đuổi đánh tới cùng hình đường nếu là tiếp tục theo tộc quy đủ như vậy một khi cha được giang như hổ đám người sự tình nếu là là thật theo tộc quy đây chính là muốn giết một bọn người giang như hổ đám người sự tình là thật sao giang vân xà mấy tên trưởng lão sắc mặt thay đổi bọn hắn bản thân con em bọn hắn hiểu rõ nhất những chuyện này không cần đi cha dùng cái mông suy nghĩ đều là thật giang vân thạch trầm mặc nhất thời không biết làm sao tiếp Giang Giật, Giang Vân xả ánh mắt lấp lóe, Giang Vân Sơn càng là uống vào chính mình nước trà, bộ dạng phục tùng trầm mặc giống như là không nghe thấy Giang Giật. Tiểu tử này khó trách muốn xin tất cả trưởng lão đến, quả nhiên là cái nhân vật. Võ đường trưởng lão Giang Vân mãnh trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, đột nhiên nghi hoặc mở miệng nói, Giang Giật, những chuyện này trước kia ngươi vì sao ngươi tìm hình đường trình bày chi tiết hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi làm chúng xuất thủ đả thương người luôn luôn không đúng, Giang Vân Mãnh trong lời nói mặc dù đều là vẻ trách cứ, nhưng là rõ ràng có giúp Giang giật thoát tội ý tứ. Đối với Giang giật đem Vân Mãnh liệt cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá hôm nay Giang giật hiếu dũng hiếu mưu, can đảm hơn người, đồng thời bằng vào chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực quét ngang một đám người, còn đả thương thế hệ tuổi trẻ Giang như Long, điểm này để Giang Vân Mãnh rất là thích, cảm giác rất có hắn năm đó chi phong. Giang Vân mạnh mẽ mở miệng, Giang Vân thạch sắc mặt tựu thay đổi, Giang giật quả nhiên khinh bỉ ra mặt nở nụ cười, võ đường trưởng lão, gia tộc cái này hình đường để ý chỉ là giang như hổ giang như long bực này có chỗ dựa có thế lực con em, vậy sẽ để ý chúng ta phế vật chết sống đi diễn võ điện trước đó ta thế nhưng là tới này hình đường đánh chống kêu oan hình đường chứ vị đại ca có thể gặp chứng nhận, nhưng hình đường phó trưởng lão cái gì đều không có hỏi liền để ta lăn ra ngoài. Người nói, ta một cái không có chỗ dựa không có bối cảnh phế vật nên làm cái gì có thủ có oán không có địa phương đi trình bày chi tiết, kia chỉ có dựa vào nắm đấm của mình giải quyết. Giang giật dừng một chút, thân thể quay đầu nhìn qua bên ngoài rộng đầy hình đường bên ngoài giang gia tộc nhân, lại quay đầu trở về cúi đầu chắp tay, oán giận nói ra, ta giang giật hoàn toàn chính xác có tội, nhưng ta muốn hỏi hỏi ở đây chư vị, đổi lại các ngươi là ta các ngươi sẽ làm sao là cả đời làm rùa đen rút đầu bị người khi dễ, vẫn là cận kề cái chết một hồi giang ra có vị lão tổ tông nói một câu, nam nhi làm không sợ chết, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cam lòng cả đời dóc thịt, dám đem đế vương kéo xuống ngựa. Hôm nay ta giang giật cam lòng cả đời róc thịt, cũng phải đem đám kia giang ra bại hoại kéo xuống ngựa, cầu gia tộc nhất thống đem chúng ta xử tử đi. Bang bang lời nói, trịch địa hữu thanh, điếc tai phát hội, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, thật lâu không ngừng. Giang giật đầu vai còn tại tràn ra tiên huyết, theo hắn áo bào chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất, nhỏ xuống tại yên tĩnh im ắng trong hình đường, đánh vào trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người nhìn qua giang giật kia non nớt gương mặt, nhìn qua cái kia quật cường ánh mắt, nội tâm khuấy động không thôi đây là một thiếu niên 15-16 tuổi sau đây là cái kia bị gian ra tất cả mọi người chỗ khinh thường phế vật sao. Người này không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận, Giang Vân xà cùng Giang Vân thạch liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một tia quyết tuyệt. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Giang giật lại theo chú đỉnh cảnh nhất trọng tăng lên tới tứ trọng, liền chú đỉnh cảnh thất trọng Giang như Long đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này đều không phải là nhất muốn, trọng yếu nhất chính là Giang giật đầu não, cái kia như yêu nghiệt trí tuệ, từng bước một đều tính toán thiên y vô phùng, bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế tâm trí, lại cho hắn trưởng thành mấy năm còn được bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng nhớ rõ. Giang giật mặc dù họ giang, nhưng trong thân thể cũng không có giữ lại giang gia huyết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Người này nếu là lưu lại, sợ là mấy năm về sau, hai người bọn họ cũng phải chết ở trong tay hắn. Nói năng bậy bạ, hung hăng càn quấy, giang vân thạch cắn giang một cái cuối cùng mở miệng, vỗ bàn một cái quát lạnh, người nói giang như hổ bọn người đánh người chứng cứ đâu chứng nhân đâu người nói người thị nữ bị giang như hổ bọn người đánh chứng nhân đâu ở đây nhiều người như vậy, người nói rất nhiều người đều thấy tận mắt ngươi để bọn hắn ra làm chứng đi. Đúng rồi, Giang Vân xà rất phối hợp đứng dậy, một đôi so độc xà còn muốn cho lòng người lạnh ngắt con người hướng ra phía ngoài bốn phía quét tới, quát lớn, người bên ngoài nghe, ai từng thấy Giang giật bị đánh người ra làm chứng, chỉ cần có chứng nhân có chứng cứ, gia tộc quyết không khoan thứ. Bá bá bá, phía ngoài sở hữu giang gia tộc nhân, thậm chí bao gồm liền ở tại giang giật ra gia không xa giang gia hạ nhân toàn bộ cúi đầu trầm mặc xuống dưới, không ai dám nói chuyện, chứa nói chi là cho giang giật làm chứng. Giang Vân xà kia hung ác nham hiểm trong ánh mắt ý cảnh cáo quá rõ ràng, ai dám đứng ra, tự gánh lấy hậu quả. Hèn hạ, vô sỉ, Giang giật thầm mắng một tiếng, Giang Vân xà cùng Giang Vân thạch hai cái này lão già mặt cũng không cần, vậy mà đùa nghịch loại thủ đoạn này đối phó hắn một cái hậu bối. Mà khi ánh mắt của hắn hướng Giang ra sở hữu trưởng lão cùng Giang Vân Sơn trên mặt đảo qua, nhìn thấy tất cả mọi người không có một chút biểu thị về sau, tâm càng là triệt để lạnh. Tự liền từ trước đến nay đại trưởng lão phải tốt nhị trưởng lão giờ phút này đều trầm mặc. Ha ha ha, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cái này Giang ra quả nhiên không có người nào chào đón hắn a. À. Giang giật cười thảm vài tiếng, trong tiếng cười đều là thê lương vẻ tuyệt vọng. Hắn nhắm mắt lại không nói nữa, trên mặt không còn có một tia tâm tình chập chờn đã giang ra vì muốn hắn chết, liền loại này thủ đoạn hèn hạ đều dùng đến, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. chương 38, tố biểu lập bài, bi thương tại tâm chết, mà thân diệt cũng thứ hai. Đây chính là giờ phút này giang giật tâm tình, hắn tại giang ra gia lớn lên, từ nhỏ vẫn cho là nơi này chính là nhà của hắn, để hắn gây nên làm vinh, đáng giá đời sau bảo vệ giang ra. Gia. Bảy tuổi năm đó, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tình người ấm lạnh, khi đó hắn còn một mực không tin tưởng, hắn tưởng rằng chính mình vô dụng, giống như hắn vẫn là đã từng vị thiên tài kia, giống như hắn có thể nhanh chóng tu luyện, những này trước kia đối với hắn và ái dễ thân trưởng bối hội vẫn như cũ thích hắn, tán dương hắn, toàn tâm đối tốt với hắn. 9 tuổi năm đó, đại trưởng lão mất tích, Giang gia bắt đầu càng phát ra vắng vẻ hắn, xa lánh hắn, Giang gia con em bắt đầu khi dễ hắn, nhưng hắn nội tâm còn có một tia hy vọng xa vời, thậm chí cho đến hôm nay hắn còn một mực tưởng tượng lấy Giang gia hội lại lần nữa coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn, cho hắn vốn có địa vị cho nhà hắn ấm áp. Hôm nay hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liều mạng tự sát cũng muốn triệu tập sở hữu trưởng lão đến đây, kỳ thật nội tâm có muốn đem hắn phong ấn có thể phá giải, hắn có được một bộ thần kỳ công pháp, có thể tu luyện ra một loại cường đại nguyên lực sự tình công bố tại chúng. Nhưng mà, giờ phút này hắn xem như triệt để đối giang ra tuyệt vọng, trong thân thể của hắn cuối cùng không có chảy giang ra huyết, đối với cái này lớn như vậy giang ra tới nói hắn là cái ngoại nhân, là đầu bạch nhãn lang, là một cái lúc nào cũng có thể là mối hỏa cọp con chết, hắn chưa từng e ngại. Đại trưởng lão từ nhỏ đã dạy bảo hắn một cái đạo lý, nếu muốn trở thành một tên chân chính võ giả, cường đại chiến sĩ, kia nhất định phải có được cường giả chi tâm, không e ngại bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, bao quát tử vong. Hắn tiếc nuối duy nhất là, không có chiếu cố thật tốt Giang Tiểu Nô, cũng không thể lại chiếu cố Giang Tiểu Nô. Tốt, đã không có người làm chứng, như vậy việc này tự rất rõ ràng, chứ vị trưởng lão không có dị nghị, ta liền theo tộc quy làm. Không có qua quá lâu, Giang Vân Thạch thanh âm đem Giang Giật suy nghĩ kéo lại, lần này Giang Giật không còn có phản bác, cũng không muốn đi nhiều lời, thậm chí ở lâu tại thời khắc này, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Tất cả mọi người trầm mặc như trước, Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn đến giờ phút này còn bộ dạng phục tùng cúi đầu uống nước trà, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bất quá vừa tiến đến hắn nói câu nói kia đã rất rõ ràng biểu đạt nội tâm của hắn phẫn nộ, Giang Như Long bị trọng thương việc này để trong lòng hắn cực độ khó chịu. Nhị trưởng lão khô thụ mặt mo run rẩy thoáng cái, cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn cùng đại trưởng lão là thuộc về nhất mạch, lúc đầu bọn hắn mạch này tại Giang ra địa vị hết sức quan trọng. Nhưng gia tộc chiến lực xếp hạng thứ nhất đại trưởng lão mất thích, bọn hắn mạch này ngược lại biến thành yếu nhất. Hắn sống không được đã bao nhiêu năm, tự nhiên không muốn tại bởi vì Giang giật đi đắc tội người, miễn cho vì hậu bối đưa tới tai họa. Chờ một chút, nhị trưởng lão không có mở miệng, ngược lại cùng Giang Vân Sơn nhất mạch Giang Vân mãnh mở miệng lần nữa, hắn người này xúc động hiếu chiến, tính khí nhất là thẳng bạo trong lòng giấu không được chuyện. Theo diễn võ điện sau khi trở về hắn tự đối giang giật một mực rất hiếu kỳ, giờ phút này giang giật sắp bị xử tử, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi lên, giang giật, thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy còn có ngươi là thế nào giành được giang như long. a à, giang vân mãnh hỏi rất nhiều người nội tâm nghi hoặc, giang giật mặc dù không bị người chào đón, nhưng ở giang gia cũng coi là danh nhân, dù sao cũng là giang vân hải dư huy vẫn còn giang giật từ nhỏ bị phong ấn rất cổ quái đoạn thời gian trước bọn hắn còn thường xuyên nghe nói giang giật bị giang như hổ bọn người ẩu đả đếm như thế nào nguyệt thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh nhất làm cho người kinh nghi chính là lại vẫn nhẹ nhõm thắng giang như long giang giật đùa cợt cười một tiếng bản một câu đều không muốn giải thích bất qua cái này giang vân mãnh vừa rồi trong lời nói có chút bảo vệ cho hắn ý tứ hắn trầm mặc một trận thuận miệng soạn bậy nói ta tại đoạn hồn sơn đào được một gốc ngàn năm hắc huyết tham còn như làm sao thắng Giang Như Long hắn loại rượu này túi gói cơm muốn thắng hắn rất khó sao lượt thi tiểu kế ta liền có thể làm hắn, hư. Ngàn năm hắc huyết tham, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Giang Vân Sơn bên ngoài toàn bộ mặt lộ kinh sợ, lập tức toàn bộ đáng tiếc thở dài. Giang Vân Sơn cũng có chút ngẩng đầu quét Giang giật một chút, trong con người nhưng đều là nổi giận. Ngàn năm hắc huyết tham, thiên giai linh dược, đây là luyện chế thánh giai đan dược huyết sâm đan chủ yếu vật liệu, thứ này có tiền mà không mua được. Giang giật đạp vận khí cứt cho thế mà đạt được một gốc chân quý như thế đan dược hắn vậy mà không lên giao gia tộc, tự mình nuốt cái này nếu là cho Giang hận thủy phục dụng sợ là rất có thể xung kích tử phủ cảnh A. Hừ, Giang vân xà thấp giọng hừ một cái, hiển nhiên đối với Giang giật nửa câu nói sau rất là bất mãn, Giang vân thạch tỉnh mộ lại, hờ hững hạ lệnh, được rồi, không có gì có thể thầm, người tới, đem Giang giật mang đến phía sau núi trực tiếp xử tử, gian đe. Chờ một chút, mà liền tại giờ phút này một thanh âm vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người thậm chí bao gồm Giang Giật đều kinh ngạc là, mở miệng người đúng là gia chủ Giang Vân Sơn. Giang Vân Sơn đặt chén trà xuống đứng lên, cùng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu trực tiếp đi ra phía ngoài, đi đến Giang Giật trước mặt mới ngừng lại được, ánh mắt ở bên ngoài đảo mắt một chút thở dài, ai? Hải thúc mất tích 6 năm, sinh tử chưa biết, Giang Giật. Hải thúc một mực rất là coi trọng ngươi, yêu thương ngươi, những này chúng ta nhìn ở trong mắt. Mặc dù rất có thể hải thúc không có ở đây, nhưng hắn đối với Giang gia cống hiến chúng ta khác trong tâm khảm, hôm nay nhìn hắn lão nhân ra mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Vân Thạch, đoạn hắn một cái chân lấy đó để phòng đi, ngày sau còn dám sinh sự có thể trực tiếp xử tử. Còn có truyền mệnh lệnh của ta, linh thú sơn cùng trấn Tây quân chiêu sinh trước đó, gia tộc lại có cùng loại sự tình phát sinh, võ đường có thể trực tiếp xử tử, không cần xin chỉ thị hình đường cùng ta, đi. Tất cả giải tán đi. Nói xong Giang Vân Sơn hướng Giang giật nhàn nhạt, nhạt liếc qua, trực tiếp đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trong hình đường các trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa nhanh chóng đi tới hờ hướng rời đi, Giang Vân xà cùng Giang Vân thạch liếc nhau một cái, cái trước trong mắt lóe lên một tia lạnh ý nhanh chóng rời đi, lớn như vậy hình đường chỉ còn lại Giang Vân thạch cùng bên ngoài người xem tộc nhân. Tha ta một mạng ha ha, Giang Dật vẫn là mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh liên tục, vừa rồi Giang Vân Sơn trước khi đi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong nồng đậm sát cơ. Giang Vân Sơn đây là làm còn muốn lập đền thờ A. Hôm nay việc này huyên náo thật lớn, nếu quả như thật sự tử hắn, sợ là Giang gia lại có rất nhiều người nghị luận ẩm ý, cũng có rất nhiều người hội không phục. Dù sao Giang như hổ đám người xác thực đánh hắn, Giang tiểu nô giờ phút này cũng nằm tại Xuân Nha trên giường, Giang Vân Sơn mượn cho đại trưởng lão một bộ mặt, miễn đi hắn chết một lần, dạng này vừa có thể biểu hiện hắn trạch tâm nhân hậu, lại có thể ngăn chặn mọi người miệng. Ha ha, sợ là linh thú Sơn học viện chiêu sinh về sau, ta giang giật hội không hiểu thấu đột tử A. Giang giật âm thầm nghĩ tới, tâm càng lạnh hơn mấy phần. Bất quá đã không cần chết, hắn cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn chính mình tìm chết, chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều sẽ tranh thủ, hắn không sợ chết nhưng hắn rất sợ giang tiểu nô đi theo hắn chết chung. Đã gia chủ trạch tâm nhân hậu ra lệnh, ta cũng chỉ đành tuân mệnh, người tới đoạn giang giật một cái chân, lần sau còn dám sinh sự trực tiếp giết không tha, tuyệt không khoan thứ. Giang Vân Thạch cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, hắn hiểu rất rõ ca ca của hắn, giang giật người này tuyệt đối sống không được quá lâu, cái này bạch nhãn lang giang ra cũng sẽ không dưỡng quá lâu, tiếp theo cho gia tộc mang đến vô tận tai họa. Không cần, nhìn thấy một tên hộ vệ liền muốn động thủ, giang giật quát lạnh một tiếng, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, nguyên lực vận chuyển đưa tay đối với mình chân trái như thiểm điện đánh xuống. Giang giác, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, giang giật chân trái lên tiếng mà đứt, bất lực dán tại giữa không trung, từ đầu đến cuối giang giật một đạo dên âm thanh đều không có chuyển ra, cứ việc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt cơ bắp cũng hơi vặn vẹo, nhưng hắn ánh mắt lại bình tĩnh đến làm cho người đáng sợ. T, hình đường phó trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi rồi sao? Giang giật thật dài hít một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn về Giang Vân Thạch hờ hững vấn đạo, mà lại nói nói thời điểm cái này viên chữ đặc biệt tăng thêm âm, chính mình đi nội vụ đường lĩnh hai cái đan dược hảo hảo ở tại gia tỉnh lại cút đi giang vân thạch tấm kia diêm vương mặt lại thay đổi sắc bất quá rất nhanh cười lạnh đối với một cái hẳn phải chết danh con hắn cảm thấy sinh khí quá uổng phí giang giật chân sau một điểm nhảy ra hình đường bên ngoài lại bởi vì vai trái cùng chân trái chuyển đến kịch liệt đau nhức để hắn trọng tâm bất ổn thoáng cái bổ nhào vào trên mặt đất hắn cự tuyệt giang ra hạ nhân nâng cắn răng đứng lên đưa tay ở bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên bẻ một đoạn nhánh cây cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng não hải nhân là mất máu quá nhiều truyền đến cảm giác hôn mê chống nhánh cây giật giật kéo lấy chân gãy hướng bản thân tiểu viện đi đến tung xuống một đường tiên huyết giang ra hình đường khoảng cách giang giật ra viện con cũng không phải là quá xa nếu như là thường ngày chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể đến nhưng lần này giang giật dòng dã đi nửa canh giờ thậm chí nửa đường còn ngã mấy dao hai lần kém chút ngất đi ầm um, hắn một cái phá tan bản thân tiểu viện nhảy vào trong sân sau hắn cũng nhịn không được nữa ngã nhào xuống đất nhe răng tuét miệng kêu rên, chỉ là một lát hắn tự cắn răng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương, lại không chữa thương sợ là hắn thật lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ai nha, Giang giật thiếu ra, ngươi, ngươi thế nào? Sau nửa canh giờ, Giang giật bị một đạo thất kinh tiếng kêu đánh thức, Xuân Nha vừa mới cầm Giang giật cho tử kim ra ngoài mua đan dược, trên đường trở về liền nghe đến toàn bộ Tây Viện đều tại nói Giang giật sự tình, nàng đều không lo được về nhà tự thẳng đến Giang giật viện tử. Giang giật mở to mắt, trong con người đều là suy yếu, hắn nhìn thấy Xuân Nha cầm trong tay một cái bình xứ, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười, lắc đầu nói ta không sao, Xuân Nha, cảm ơn người chiếu cố tiểu nô. Đúng rồi, tiểu nô nhưng biết ta thụ thương sự tình, không biết đâu, ta còn không có về nhà. Xuân Nha lắc đầu, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại đem trong tay bình xứ đưa cho Giang Giật nói, Giang Giật thiếu ra, đây là rất tốt thuốc chữa thương, người nhanh lên cầm lấy đi chữa thương đi, tiền của ngươi cho còn có đây này, ta giúp tiểu nô lại đi mua mấy cái. Không, không, Giang giật lắc đầu, theo bình xứ bên trong đổ ra một viên đan dược, sau đó nghiêm nghị nhìn qua Xuân Nha nói, Xuân Nha, ngươi nghe. Chuyện hôm nay ngươi hẳn là nghe nói a à, mọi chuyện cần thiết ngươi cũng có thể cùng tiểu nô nói, nhưng ta thụ thương sự tình ngươi đừng nói, ngươi liền nói. Ta bị hình đường vô tội thả ra, sau đó ta trực tiếp rời đi Giang ra. Ngươi nói cho tiểu nô, để nàng an tâm dưỡng thương, gia chủ hạ lệnh, trong khoảng thời gian này không còn có người dám động nàng, một tháng sau ta sẽ trở lại, hiểu không? a à, Xuân Nha kinh hô một tiếng, nghi ngờ hỏi, Giang giật thiếu ra ngươi muốn rời khỏi một tháng a chỉ là. Người bộ dáng này làm sao còn có thể đi đường, những này ngươi đừng quản, ta tối nay liền sẽ rời đi, ta cam đoan một tháng sau sẽ trở lại. Giang giật không có quá nhiều giải thích, chỉ là bàn giao Xuân Nha vài tiếng để nàng trở về chiếu cố Giang Tiểu Nô, chính mình nuốt đan dược bắt đầu chữa thương. Hắn biết rõ viên đan dược này chỉ không hết thương thế của hắn, nhưng hắn tối nay nhất định phải đi, nếu ngươi không đi hắn tự đi không được, chỉ có thể ở Giang ra ngồi chờ chết. chương 39, thoát đi, đêm lạnh nhược thủy, Giang giật một mực chữa thương đến nửa đêm, vai trái vết thương đã gần như khỏi hẳn, nhưng chân gãy không có một đoạn thời gian là không thể nào khôi phục. Xuân nhà mua đan dược chỉ có nhân giai trung phẩm, hắn chỉ là cầm một viên, dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế thương thế mà thôi, Đêm đã khuya, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, huyên náo một ngày giang ra đại viện triệt để yên tĩnh lại, giang giật con mắt cũng mở ra. Hắn phí sức đứng lên, kéo lấy một đầu chân gãy ở bên trong đường lấy ra một khối thịt khô, đối thanh thủy bắt đầu nhai nuốt. Sau khi ăn xong hắn vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi tai trái phụ cận trong kinh mạch, để thính lực trở nên khủng bố. Nghe một trận, hắn xác định không có người tiềm phục tại phụ cận giám thị hắn, hắn theo trên giường đơn kéo ra mấy đầu vải rách, Đem đoạn mất chân dùng ngắn mộc bản một mực chói chặt, lúc này mới điểm lấy cước chống gậy gỗ chậm rãi đi ra phía ngoài. Hôm nay hắn trước mặt mọi người gãy chân, mà lại sự tình nguyên náo lớn như vậy, Giang gia cho dù có người nghĩ ngưu hại hắn, gần nhất hai ngày này cũng không dám động. Hắn muốn rời khỏi Giang gia, tối nay là thời cơ tốt nhất, nếu không ngày sau có người dám thị hắn, hắn muốn đi cũng không có cơ hội. Tây môn có người gác cổng trực ban, Tây viện cũng có hộ vệ tuần tra, giống như Giang giật chân không có việc gì ngược lại là nhẹ nhõm có thể chuồn đi. Cũng may giờ phút này cũng là đêm khuya, tuần tra hộ vệ cũng không có như vậy kính nghiệp, giang gia gia đại nghiệp đại, bình thường tiểu tặc cũng không dám đến giang gia đại viện. Sau gần nửa canh giờ, giang giật phế đi sức chín châu hai hổ mới đi đến giang gia tây viện dưới tường, hắn không dám theo tây môn đi, chỉ có trèo tường đi ra. Hắc sắc nguyên lực, nhìn qua cao tới hai trượng cao ngất tường vây, giang giật cắn răng vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đến chân phải, sau đó đột nhiên dậm chân một cái cả người lập tức như tên lửa hướng lên trên uổng phí bay đi hắn đem gậy gỗ cắn lấy trong miệng hai tay nguyên lực vận chuyển không ngừng nhanh chóng ở trên vách tường chộp tới mượn lực hướng lên trên mặt leo lên ầm um, thân thể của hắn cuối cùng dừng ở rời viện tường hai thước địa phương hướng lên lực đạo đã biến mất hầu như không còn hắn như thiểm điện lấy ra theo mã phi kia giành được màu xanh dao găm đột nhiên cắm vào trong vách tường lại mượn lực thân thể lộn một vòng nhảy lên tường viện tiếp theo vượt qua mà xuống bên trên tường dễ dàng hạ tường khó khăn giang giật thân thể đột nhiên rớt xuống hắn giờ phút này một cái chân bị trọng thương thân thể cân bằng tính hoàn toàn mất cân đối lại xảy ra sợ làm bị thương chân trái chỉ có đùi phải trước chạm đất lại ôm đầu kia tổn thương thối khoái nhanh chân nhanh hướng phía trước lăn đi tt tê tê, mặc dù hắn đã cực lực dùng tay bảo hộ tổn thương chân nhưng vẫn là khó tránh khỏi đụng chạm đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân co quắp hắn chỉ là nghỉ ngơi một lát lập tức đứng lên chống gậy gỗ nhớ tới cước nhanh chóng hướng trong võ điện đi đến. Giang gia có tộc quy, gia tộc tử đệ không e rằng cho nên ra ngoài, càng không thể chưa cho phép liền rời đi thiên võ thành, nếu không coi là phản tộc. Một khi định vì phản tộc tội, Giang gia hội phát ra đuổi bắt lệch, sẽ phái ra võ đường con em truy sát, gia tộc tử đệ nhìn thấy cũng có thể làm chàng giết chết. Giang giật lần trước rời đi Giang gia 3 tháng, có vinh quản sự hỗ trợ yểm hộ, tăng thêm hắn ở gia tộc không quan trọng gì, ngược lại là bình an vô sự lần này tuyệt đối lại có rất nhiều người để ý hắn một khi phát hiện hắn biến mất giang ra gia đuổi bắt lệch làm chẳng mấy chốc sẽ phát ra những chuyện này giang giật trong lòng nhất thanh nhị sở nhưng hắn tối nay vẫn là không thể không trốn bằng không hắn chỉ có một con đường chết giang vân thạch muốn giết hắn giang vân xả muốn giết hắn giang vân sơn cũng muốn giết hắn chỉ có trốn vào võ điện giang ra gia mới truy tra không đến hắn còn như con đường tiếp theo làm như thế nào đi giang giật không biết hắn chỉ có đi một bước xem một bước sống sót trước lại nói Trước kia hắn đối giang ra còn trong lòng còn có hy vọng xa vời, rất nhiều lần hắn cũng nghĩ mang theo tiểu nô cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi, bởi vì một khi đi bị định vì phản tộc tội, bốn biển là nhà điên phổi lưu ly cả một đời, đại trưởng lão danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đối giang ra nản lòng thoái chí vì sống sót, vì giang tiểu nô hắn chỉ có kiếm tẩu thiên phong, được ăn cả ngã về không. Muốn đi, kia trước hết dưỡng thương, mà võ điện cái kia chính là tốt nhất dưỡng thương chi địa, đừng nói giang ra coi như cơ gia cũng không dám tại trong võ điện giết người